Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái điều giác ngộ thứ 5 trong bản kinh Bát Đại Nhân Giác. Điều thứ 5 này Đức Phật dạy: đệ ngũ giác tri, ngu si sinh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất hữu đại lạc. Tức là cái điều thứ 5 này Đức Phật dạy chúng ta là người ngu si thì sẽ bị sanh tử, các vị Bồ Tát thì thường nhớ nghĩ là phải học rộng, phải nghe nhiều để tăng trưởng trí huệ của mình và thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả chúng sanh để đạt được cái đại lạc. Thế là được cái đại lạc. Như vậy là hồi trước trong cái phẩm thứ 4 thì Đức Phật cũng dạy chúng ta là người mà ngu si tham dục thì bị sanh tử khổ não, mà bị sanh tử thì khổ đau. Ở đây Đức Phật dạy tất cả những người, Đức Phật dùng từ là ngu si ha, ngu si tức là người không có trí huệ thì phải bị sinh tử luân hồi. Ở đây cái từ ngu si này chúng ta nên hiểu, Đức Phật không phải là chê chúng ta ha, nhưng mà Đức Phật nói đến sự thật, có nghĩa là tất cả chúng ta từ xưa đến giờ trong cái lầm lạc, trong sanh tử luân hồi này, trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, chúng ta chưa có một lần khai thông được trí huệ của mình. Nếu mà chúng ta có trí huệ thì giờ này chúng ta không còn ngồi đây nữa. Sở dĩ chúng ta ngồi đây là chúng ta vẫn còn bị vô minh che lầy, vô minh che lấp cái tâm của chúng ta. Vì vậy mà Đức Phật dạy, nếu chúng ta còn bị lầm lẫn, bị si mê thì chắc hẳn là cái việc sanh tử luân hồi với chúng ta chưa đoạn dứt được. Thì hồi đầu chúng ta thấy là cái điều giác ngộ thứ nhất là Đức Phật đã dạy là thế gian này là vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, phải không? Sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, như thị quán sát thì tiệm ly sanh tử. Có nghĩa là khi chúng ta thấy được cái thân này, cái tâm của chúng ta cảnh giới là vô thường, rồi thân tứ đại là khổ không ngũ ấm vô ngã, tức là chúng ta quán sát như vậy thì chúng ta sẽ có trí tuệ, có trí tuệ thì thoát khỏi sinh tử luân hồi. Do vậy khi một người được Đức Phật gọi là ngu si, là vô minh á, thì người đó không hiểu rõ cái vô thường là một nè, không hiểu về nhân quả nghiệp báo là hai, không hiểu cái khổ và nguyên nhân tạo khổ, không hiểu con đường thoát ly đau khổ đó, và không hiểu được cảnh giới an lạc niết bàn, tức là không hiểu rõ tứ diệu đế, không thấy hiểu đúng với cái thập nhị nhân duyên, cái chiều sinh tử và chiều hoàn diệt của nó. Người nào chưa hiểu đó thì coi được gọi là vô minh, được gọi là ngu si, không hiểu tới cái lậu, những cái lậu hoặc của chúng ta, và không có cách đoạn trừ lậu hoặc đó, thì cái đó cũng được xếp vào cái hạng ngu si như Đức Phật đã nói. Còn trên cái căn bản phiền não của chúng ta nó có 10 điều, mà nếu người nào chưa phá trừ được 10 điều này thì cũng được Đức Phật xem người đó gọi là ngu si, là vô minh. Như trong 10 cái căn bản phiền não chúng ta thường hay học á, hoặc là trong 10 cái tập nhân gây ra đau khổ của tất cả chúng sanh á, là tham, sân, si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ và giới tám cấm thủ, tức là trong 10 cái thập nhân để đi đến sanh tử luân hồi. Thì vậy trong tất cả chúng ta còn nguyên những cái này thì coi như chúng ta còn tiếp tục sanh tử luân hồi không thoát được. Mà trong 10 tập nhân đó làm chia, trong kinh lại chia làm hai hoặc, tức là về kiến hoặc và tư hoặc. Bữa nay chúng ta nói chuyện pháp số một chút.
thì kiến vạch, tức là từ cái thân kiến, là biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến thì gọi là kiến hoạt. Mà trong cái năm kiến hoạt này thì trong nếu phân định theo 10 kiết sử thì nó là lợi sử. Thì như vậy là khi một người mà theo Tông Kinh nói là kiến đạo sở đoạn hoạt, tức là khi chúng ta đã ngộ được đạo lý, hiểu đạo lý thì chúng ta đoạn được năm cái hoạt này trước. Một người tu tập mà hiểu được cái thân này là giả, như hồi đầu chúng ta học trong cái phẩm thứ nhất của Bát Đại Nhân Giác, thì thân này là giả, ngũ ấm này là giả, thì chúng ta sẽ thoát được cái gì? Thoát được cái thân kiến, tức là chúng ta chấp cái thân này là thật nè, chấp cái thân này là thiệt của mình, cái thân ngũ ấm này là thiệt, nhưng mà thực sự thì ngũ ấm này là giả, là không, là duyên hợp giả có. Thì người nào hiểu được như vậy sẽ phá trừ được cái hoặc. Thứ nhất trong năm cái hoặc là thân kiến. Rồi khi chúng ta hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, có nghĩa là chúng ta vẫn còn phải tạo những cái điều xấu ác trong đời này. Người nào mà làm thiện thì được sanh về cõi lành, người nào làm ác thì sanh về cõi dữ, và người nào tu chứng thoát khỏi sinh tử luân hồi, tức là hết đi cái lậu hoặc mới được chứng quả vô thượng bồ đề, chứ không phải là chết rồi hết. Nếu người nào thấy mà mình chết rồi thì hết hẳn, không còn cái điều gì nữa, thì người đó rớt vào cái gì? Vào đoạn kiến, phải không? Đoạn kiến, tức là thấy cái đoạn kiến. Và người nào thấy cái thường kiến, có nghĩa là bây giờ mình là người thì mình chết đời sau mình cũng được là người, con thú chết đời sau cũng làm thú, thánh nhân chết đi sống lại cũng là thánh nhân, tức là cái thấy thường kiến. Mà cái thấy như vậy tức là cái thấy biên kiến, tức là chúng ta rớt vào hai cái thấy thường và đoạn, thì cái đó gọi là cái biên kiến. Và chúng ta chấp thủ những cái thấy biết của mình, mặc dù những chấp thủ đó sai trái, mà chúng ta hiểu một điều gì đó chúng ta không thể buông bỏ được, tức là trong cái thấy biết của chúng ta không dễ gì phá vỡ. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái thân mình là thiệt thì không cách nào mình có thể thay đổi được cái đó, gọi là kiến thủ, tức là cái thấy biết chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình hiểu một điều gì đó mà có người khác cho điều đó là sai, chúng ta phải chống phá, chúng ta phải cự cãi để mình bảo thủ cái thấy biết của mình, gọi là kiến thủ. Rồi thứ ba là cái giới cấm thủ. Thì có những cái đạo giáo có những cái giới rất là lạ lùng. Ví dụ như bây giờ có những cái đạo mà họ tới cái ngày lễ của họ thì buộc họ phải đâm trâu để họ cúng thần linh. Hoặc là có những cái đạo là bên Ấn Độ ngày xưa có những đạo lõa thể, có nghĩa là họ không mặc đồ, mặc đạt gì hết đó, mà họ phơi, họ giữa nắng, hoặc là nằm trên đống tro, hoặc là nằm trên bàn chông. Mà họ nghĩ họ làm những điều khó khổ như vậy để họ được sinh thiên, họ chấp trong cái đó. Và cả cái đời của họ, họ chỉ làm cái việc đó thôi. Người tu đạo giáo đó thì họ giữ những cái giới đó rất là nghiêm khắc. Mà những cái giới đó bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nó cũng không phù hợp với khoa học, mà người ta chấp trước trong đó thì gọi là cái giới cấm thủ. Và cái sau cùng là cái tà kiến, tức là cái thấy biết sai lạc về thân của mình, thấy biết sai lạc về tâm của mình, thấy biết sai lạc. Ví dụ như cõi đời này là vô thường, họ thấy là thường theo cái kiểu thường của thế gian, chứ không phải là cái thường tịnh, thường lạc ngã tịnh theo kiểu kinh điển Đại Thừa. Hoặc là hiểu sai về cái tự tánh của chúng ta. Ví dụ như là hồi xưa có một cái lần có người ngoại đạo gặp Đức Phật, mà lúc đó họ đang khổ hạnh, tức là họ đứng một chân, họ đưa một tay lên trời, một tay chỉ xuống đất, và họ chỉ co một chân lên họ đứng, hoặc là họ hành hạ, họ nằm trên bàn chông. Thì khi đó gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi là các ông tu tập như thế này để được cái gì, và thầy các ông dạy các ông làm như vậy kết quả như thế nào. Thì ông nói là thầy của ông dạy cái thân này nó làm khổ mình, nó dẫn mình đi trong sinh tử luân hồi nhiều rồi, thì bây giờ tu là phải hành cái thân này để diệt trừ cái nghiệp hoặc sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, để họ đạt được cái, họ được về cõi trời, lý luận của họ sẽ được về cõi trời thôi. Tức là diệt cái thân này, ép sát làm sao cho cái thân này khổ đau, không còn tự do, không còn phóng túng nữa, để họ đạt được cái lý tưởng của họ là họ được sanh thiên, tức là sanh về cõi trời Phạm Thiên. Thì Đức Phật mới hỏi là thầy của các ông á, có nói là trong nhiều đời nhiều kiếp các ông tạo bao nhiêu nghiệp không? Ông này cũng trả lời là, ông nói là thưa Đấng Cụ Đàm, không có.
Và Đức Phật hỏi tiếp là thầy của các ông có dạy ông là ông phải làm bao nhiêu cái khổ hạnh để diệt trừ được bao nhiêu nghiệp không? Ông này cũng nói không có. Và như vậy là thầy của các ông sẽ nói rằng ông sẽ diệt được bao nhiêu nghiệp để mấy ông được sanh về cõi trời Phạm Thiên không? Ông nói cũng không có nữa. Ông nói như vậy, thứ nhất là cái trí tuệ của đạo giáo các ông không thấy được là kiếp trước mấy ông có bao nhiêu nghiệp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thầy của các ông cũng không nói là mấy ông làm được bao nhiêu lần như vậy, tức là bao nhiêu lần khổ hạnh như thế này, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm khổ hạnh như thế này, và diệt được bao nhiêu cái nghiệp tập, thì rõ ràng là thầy các ông cũng không nói. Và người đạt như thế nào mới được gọi là nghiệp tập, mới được gọi là hết cái nghiệp tập ở trong sinh tử luân hồi, tức là mấy ông khỏi khổ hạnh tới chừng nào và cảnh giới mấy ông đạt là cái gì thì mới được gọi là hết nghiệp tập, thì bên kia cũng hoàn toàn không biết. Thì như vậy là có những cái mà chấp trước mà không đúng với chân lý, không đúng với chánh pháp như vậy, thì đối với đạo Phật của chúng ta xem đó là cái tà kiến, tức là cái thấy tà. Còn đó là nếu một người mà hiểu được, tức là kiến đạo, tức là hiểu biết được đạo lý, hiểu biết được nhân quả nghiệp báo, hiểu được lý nhân duyên, hoặc là chúng ta hiểu tứ diệu đế, thì chúng ta sẽ phá vỡ được năm cái này. Mà cái này chưa phải là dụng công, có nghĩa là chúng ta đã học. Ví dụ như từ trước giờ chúng ta học, thì đại khái là trong cái chúng của chúng ta từ trước giờ chúng ta đã học để chúng ta đã hiểu được thế gian là vô thường rồi, phải không? Chúng ta hiểu được cái thân này là quyển giả rồi là chúng ta đã phá từ từ rồi, phải không? Ví dụ như bây giờ trong chúng ta mà có ai đã hiểu được cái thân này là không thật nè, thân là duyên hợp giả có, thì chúng ta đã phá được thân kiến rồi, phải không? Nếu mà chúng ta hiểu được là chết không hết do cái nghiệp của chúng ta mà bị sanh tử luân hồi ở kiếp sau, hoặc là chúng ta tạo nhân nào thì đời sau chúng ta trả quả đó, thì vậy là chúng ta phá được cái đoạn kiến ở nơi tư tưởng của mình. Rồi mình thấy rõ ràng là không phải người sanh ra là người. Người có khi là tạo nghiệp xấu ác cũng có thể sanh làm thú, hoặc là chúng ta tạo nghiệp thiện chúng ta cũng có thể sanh thiên, chứ không nhất định người chết thành người ở đời sau hoặc thú chết thành thú đời sau, thì chúng ta phá được cái thường kiến. Như vậy là tùy cái mức độ học của chúng ta phá từ từ tất cả những cái kiến chấp sai lầm. Thì như vậy là trong kinh gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc, tức là khi chúng ta thấy hiểu được đạo quý lý rồi thì ta đoạn được năm cái hoặc này, năm được năm cái hoặc nghiệp này. Còn năm cái hoặc đầu thì nó rất là khó phá, mà buộc chúng ta phải sử dụng tới công phu tu tập rất là nhiều. Ví dụ như trong cái tham sân si mạn nghi, trong cái nghi rồi nói cái nghi thôi á là chúng ta đã rất là khó phá rồi. Thì bản thân của mình bây giờ này nha, ví dụ như trong chúng ta có một số người cũng đang tu theo cái pháp Phật thất này, và cũng có rất là nhiều người tin là có cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, phải không? Và chúng ta biết chắc rằng mình khi mình niệm Phật thì chúng ta cũng sẽ được sanh về cảnh giới đó. Mà chúng ta niệm Phật hồi mình cũng nghi, mình không biết là niệm vậy nó có được hay không nữa. Trong lòng chúng ta chưa phá vỡ được cái nghi đó. Và khi chúng ta chưa phá vỡ được cái nghi đó thì cái dụng công của chúng ta nó không đắc lực được. Thôi cái nghi thôi, chúng ta nói cái nghi chưa nói tới năm hoặc khác. Như vậy là chúng ta có thể chúng ta nghi mình không biết là mình dụng công như vậy nó có đủ cái lực để mình sanh về Tây Phương hay không. Thứ hai là chúng ta nghi cái pháp chúng ta đang tu, cái pháp này nó có thật hay không nữa. Trong kinh mặc dù Đức Phật nói như vậy chứ mà từ hồi mình tu tới giờ mình chưa thấy ai báo mình biết là mình được sanh. Ví dụ vậy thì cái đó là cái nghi của mình. Và là cái người mà đưa ra cái pháp môn này không biết là người đó là người như thế nào. Mặc dù chúng ta học lịch sử, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà thế này thế kia vân vân, nhưng rồi trong lòng chúng ta vẫn còn có nghi ngờ đó. Nghi ngờ từ cái người mà hướng dẫn pháp này, nghi ngờ cái pháp chúng ta đang tu và nghi ngờ cái khả năng của mình. Và rõ ràng cái nghi đó mà mình không phá vỡ được thì như vậy là chúng ta không có đoạn được cái hoạt nghiệp đó. Mà không đoạn được cái hoạt đó thì chúng ta khó mà thoát khỏi cái khó mà có mở thông được trí huệ của mình để mình thoát được sinh tử luân hồi. Còn cái mạng á, cái mạng thì ở trong kinh nó có 7 cái. Cái thứ nhất là mạng nè, có nghĩa là bây giờ người ta thì thua mình, rõ ràng là mình thấy mình hơn người ta rồi, mình thấy mình bằng người ta với mình thấy mình hơn người ta, chứ không bây giờ mình chịu thấy rằng mình thua ai hết, mình kém không ai hết á. Mạng ban đầu nó là vậy. Như vậy là cái thứ hai là cái quá mạng, có nghĩa là người ta bằng mình nhưng mình vẫn thấy người ta thua mình, mà người ta hơn mình á thì mình thấy mình bằng người ta. Và cái điều thứ ba nữa là cái mạng quá mạng á, có nghĩa là người ta hơn mình
nhưng mình vẫn thấy người ta bằng mình à, và ta hơn mình rất là nhiều, thì mình thấy người ta cỡ ngang ngang mình, hoặc là có khi mình thấy người ta thấp hơn mình nữa, chứ không bao giờ mình chấp nhận người ta hơn mình. Chưa bao giờ trong lòng mình chịu ai là người gác hơn mình miếng, dù rằng cái khả năng mình rất là tệ, nhưng mà thấy không ai bằng mình hết. Cái thứ tư là cái ngã mạn. Thì do chúng ta thấy chúng ta có cái thân mình là thiệt, cho nên chúng ta thấy rằng mình là số một giữa cuộc đời này. Cái gì của mình á thì cái đó là số một. Ví dụ như bây giờ chúng ta mặc chiếc áo thì chiếc áo mình là đẹp số một, không có chiếc áo nào bằng. Cái nhà chúng ta cất là nhà chúng ta nó đẹp số một, xe chúng ta đi là xe chúng ta đẹp số một. Tức là cái sở hữu của chúng ta nó cũng hơn người khác, bản thân mình thì hơn người ta, rồi tất cả những sở hữu của mình cũng không ai bằng. Tức là cái ngã mạn. Như vậy là cả cuộc đời này gần như là chúng ta thấy chúng ta luôn khinh khi, chúng ta luôn coi thường người khác, coi trọng mình. Thì lúc nào mình coi trọng mình, coi thường người khác thì lúc đó là lúc đó chúng ta đang vướng vào cái ngã mạn. Cái ngã mạn đó thì rất là khó phá với tất cả chúng ta. Rồi cái tăng thượng mạn có nghĩa là chúng ta chưa chứng quả gì hết á, nhưng mà nói chuyện với người ta hồi là mình thấy mình có quả này quả kia, phải không? Mình nói chuyện với huynh đệ là mình đã có cảnh giới này. Ví dụ như tôi niệm Phật, tôi nói thiệt với bà, nhưng tôi mới niệm 15 phút là tôi định liền, tôi nhất tâm bất loạn liền. Hoặc là tôi niệm Phật một thời gian cái tôi được vô tâm. Tức là vô tâm thì cái cảnh giới cũng cao của niệm Phật rồi. Tôi niệm thời gian là tôi được vô tâm. Và thậm chí là mình nói là mình niệm thì cũng có mùi hương. Hoặc là mình niệm Phật thời gian cái mình thấy Phật Di Đà xoa đầu mình. Nhưng mà sự thật thì những cái đó không có, nghe trong kinh nói mà nói theo thôi. Thì đó gọi là cái dạng tăng thượng mạng. Tức là mình chưa chứng quả, chưa chứng thánh, chưa đạt được cái gì trong nội tâm mà mình khoe khoang, mình khoác lác, mình cho mình là cái người được cái đó. Thì cái đó là cái mà sẽ bị đọa lạc trầm luân, rất là khó thoát. Và cái nữa là ti liệt mạng, có nghĩa là người ta hơn mình gấp 1 triệu lần, nhưng mà mình vẫn thấy người ta không có bằng mình. Đây là cái điều rất là khó cho chúng ta trên bước đường tu học, nhất là trong cái huynh đệ của chúng ta. Thì ngày xưa họ cũng như mình, nhưng mà họ tinh tấn hơn mình, họ tu tiến bộ, họ được cái này được cái kia thực sự trong nội tâm á. Thì họ cũng huynh đệ nói thiệt với mình là tôi cũng tu, tôi cũng được thỉnh thoảng là ngồi được 1 tiếng đồng hồ nhất tâm bất loạn, hoặc là lâu lâu tôi cũng được 1 lúc tôi vô tâm hoàn toàn, ví dụ vậy. Hoặc là họ nằm mộng họ thấy được Đức Phật A Di Đà xuất hiện, hay là Quan Âm Thế Chí Thọ Ký, ví dụ vậy. Vì vậy như mình á thì mình chưa được như vậy đâu, nhưng mình vẫn trong bụng mình á vẫn coi rằng họ như vậy chứ họ không bằng mình đâu. Vậy chứ không bằng mình đâu. được vậy chứ không bằng tôi đâu. Tôi còn hơn chị nữa, nhưng mà tôi chưa nói á. Nhưng mà thật sự thì mình chưa có được 1 lần nào như vậy. Thì cái đó gọi là cái ti liệt mạng, có nghĩa là người ta hơn mình 1000 trùng, hoặc là người ta có rất là nhiều khả năng giữa cuộc sống này. Ví dụ như bây giờ họ có đủ cái phước thì đi ra đời làm ăn, họ làm đâu được đó. Do cái trí tuệ, do cái phước báo của người ta, người ta làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mình á thì mình làm đâu thất bại đó. Người ta đi xe hơi ở nhà lầu, còn mình nhà lá đi xe đạp. Nhưng mà ngồi lại nói chuyện thì mình vẫn thấy người ta không bằng mình đó. Tuy giờ tôi chưa có nhà lầu chứ tôi biết là mấy người không bằng tôi. Trước sau tôi cũng hơn rồi. Trong cái lòng mình như vậy. Thì cái đó gọi là cái ti liệt mạng, có nghĩa là người ta hơn mình 1000 trùng mà mình vẫn thấy rằng mình là ngon, mình là số 1. Thì cái đó là cái mà trong tất cả chúng ta đều phải có. Và cái này Đức Phật dạy chúng ta phải tu để phá trừ nữa. Rồi cái tà mạng, tức là cái thấy biết nó không có chân chánh. Chúng ta dùng những cái mà cuộc sống nó không phù hợp với chánh pháp để nuôi sống thân mạng mình. Chúng ta thấy biết, chúng ta nhận định những cái sai lầm, chúng ta chấp cái đó là cái thiệt của mình, lấy cái đó làm cái bổn mạng, lấy cái đó làm cái sự nghiệp của chúng ta. Ví dụ như trong đạo Phật đó thì chúng ta, Đức Phật không cho chúng ta bói toán đi, ví dụ gì. Thì bây giờ cái người tu đạo Phật mà sử dụng cái bói toán để chúng ta nuôi sống cuộc sống của chúng ta, hoặc là trong đạo Phật cấm chúng ta buôn bán vũ khí, bán chất độc, thì chúng ta lại buôn bán những cái điều đó để chúng ta kinh doanh, lấy cái đó làm mạng sống của mình. Thì như vậy gọi là tà mạng, tức là dùng cái những cái không phù hợp với chánh pháp mà làm thành cái mạng sống của mình. Và lấy cái kiến giải không phù hợp chánh pháp đó, chúng ta lại thấy hiểu cả cái đời của mình không bao giờ mình chịu nhìn đúng với chân lý. Bây giờ nói đến Phật pháp mình không quan trọng, không nghe,
Nhưng mà nói tới cái chuyện cờ bạc, ăn chơi thì mình lại quan trọng. Tức là trong lòng chúng ta luôn nghĩ nhớ tới những cái điều mà nó không phù hợp với chánh pháp để dẫn dắt chúng ta đi vào con đường tà. Thì vậy là trong những cái sử, cái kiết sử mà chúng ta thấy nó mặc dầu nó thô phù không, nhưng mà điều này tất cả chúng ta rất là khó tránh. Bây giờ nội cái mạng thôi á, là chúng ta tu không biết đời nào cho nó hết. Thế vậy chứ mình ngồi hồi nói chuyện huynh đệ á, trong cái chuyện bàn luận của mình hoặc là trong cái chuyện quan hệ bạn bè với nhau á, có bao giờ chúng ta tự thấy lòng mình, tự thấy rằng mình không bằng người ta chưa? Được mấy lần như vậy trong đời rồi? Ít lắm phải không? Điều đó rất là ít. Chơi với ai hồi mình cũng thấy mình gác hơn người ta một chút à. Không biết có gác thiệt không, không biết. Nhưng mà ngồi nói chuyện á, mặc dù người ta hay thiệt á, đôi khi mình tiếp xúc một hai lần mình thấy mình nể, nhưng mà chơi với họ thời gian mình cũng moi được chuyện xấu họ ra để mình thấy mình hơn người ta. Chứ ít khi nào mà chúng ta chịu chấp nhận mình thua họ hoàn toàn. Và điều này là một điều rất là nguy hiểm cho cuộc đời của mình. Mà nhất là trong cái giới tu tập á. Ví dụ như giữa chúng ta là bạn đạo với nhau, nếu mình chấp nhận huynh đệ mình hơn mình á, thì mình sẽ học được cái hay của họ. Còn nếu như mà chúng ta tự thấy mình ngon á, thì mình sẽ rất là khó học được những cái hay của huynh đệ xung quanh. Nhưng mà người xưa có nói là học thầy không tày học bạn, có nghĩa là khi mà học thầy thì ít có điều kiện, phải không? Lâu lâu chúng ta cũng được nghe giảng, ví dụ như trong 7 ngày ở đây thì chúng ta được nghe 7 cái thời giảng thôi, nhưng mà thường gần gũi huynh đệ mình là nhiều. Và như vậy nếu chúng ta tôn trọng bạn bè, chúng ta thấy rằng bạn đạo của mình có những cái hay, những cái giỏi và kinh nghiệm tu tập họ tốt và rõ ràng họ có tiến bộ. Mà nếu mình không chấp nhận người ta hơn mình thì mình sẽ khó học. Và như vậy sẽ rất là khó tiến bộ cho bản thân mình. Mà mình cũng khó hòa nhập giữa cuộc sống này nữa. Tự động một người bản ngã cao rồi thì khó hòa nhập lắm. Vô đây thì ví dụ như mình ở nhà, thứ nhất là mình cũng lớn tuổi nè, thứ hai là mình cũng là người một nhân vật quan trọng ở nhà, cũng được là con mình nó coi trọng mình, bà con chòm xóm cũng coi trọng mình, rồi là thậm chí cả chồng cả vợ vậy đó cũng coi trọng mình là số một của gia đình rồi. Nhưng mà khi đi vào chùa thì có một người tuổi nhỏ hơn mình, họ thọ giới trước, mà nguyên tắc là thọ giới trước phải đứng trước mình. Người thọ giới trước thì đứng trước rồi đứng trong giữa. Nhưng mà tới hồi làm lễ tụng kinh mà thấy cái người nhỏ tuổi mà đứng trước mình là tự động trong lòng mình nghe khó chịu. Mình số một nhà mà lên đây bị có người hơn mình rồi ha. Thì do cái ngã mạn đó mà khiến chúng ta khó yên lắm. Và đi đâu cũng rất là khó hòa nhập. Cho nên khi chúng ta đã chấp trước cái thân này là thiệt rồi thì Đức Phật xem như cái người đó là người vô minh. Và chấp cái ngã, bản ngã chúng ta to chừng nào thì chúng ta dễ đụng chừng đó. Quý vị thấy mà người nào đi đâu cũng gặp chuyện phiền não á thì biết người đó bản ngã lớn. Đây là điều chắc. Chơi với ai mà hồi chúng ta thấy có chuyện phiền á là biết người đó chấp ngã to lắm á. Chứ còn người bản ngã nhỏ gặp chuyện họ dễ xả bỏ lắm. Bản ngã họ mỏng, họ tu tập tốt á thì đụng chuyện họ xả bỏ rất là dễ dàng. Nhưng mà người bản ngã cao là không được rồi á. Người bản ngã mà nó còn nặng nề á thì quý vị thấy nói hơn một câu thôi là khó tha lắm. Đúng không? Chúng ta khó có thể tha thứ người khác, khó có thể buông bỏ cái việc người khác hơn mình, thì chứng tỏ rằng cái ngã chúng ta rất là cao. Cho nên trong cái ngã mạn này thì nó cũng là cái mà một người tu tập đến cái mức độ mà thành tựu đạo quả mới phá dứt trừ được cái ngã chấp, đạt được cảnh giới vô ngã. Thì đây là một cái điều rất là căn bản trong Phật pháp mà nó mang suốt cái lộ trình là giác ngộ giải thoát của mình nha. Kể từ đây mà chúng ta tu tập cho tới khi chúng ta mà đạt được cảnh giới vô ngã thì thật sự là khó. Với mình ở hiện tại ở đây mà mình tu để cạn mỏng từ từ, tức là chúng ta phải tập. Bây giờ người ta nói một câu mà hồi xưa mình giận 10 thì mình tu thời gian mình phải bớt đi giận chừng 5, 4, 3 thôi ha. Mặc dù chúng ta chưa hết, hoặc là thấy cái chuyện vì trái ý nghịch lòng chúng ta ngày xưa 10 ngày mới quên thì bây giờ 1-2 ngày chúng ta phải quên cho kỳ được. Hoặc là có thể là 1 tiếng đồng hồ chúng ta quên thì như vậy là chúng ta tu tốt. Chúng ta làm sao mà mỗi cái vướng mắc với chính mình, vướng mắc với cái thân tâm này mà chúng ta làm cho nó rơi rụng được á, thì như vậy là chúng ta tu tốt. Còn bây giờ mà đụng những chuyện trái ý nghịch lòng, đụng những chuyện vướng mắc với chính mình mà mình quên đi không được, cứ mình nhớ hoài, mình bực bội, mình tức tối hoài, thì như vậy là chứng tỏ rằng chúng ta còn chấp ngã nặng. Do chúng ta chấp ngã nặng cho nên những cái chung quanh chúng ta mới chấp trước nhiều, khó buông bỏ. Vì vậy mà tự kiểm tra lại lòng mình tu tập. Không, quý vị tự thấy rằng mặc dù mình là cái người niệm Phật,
mà bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại cái chị bạn của mình bữa trước bà gác mình chuyện mà hồi cố lai cố lĩ nào đó không biết, bây giờ nhớ lại chúng ta giận, nhớ lại chúng ta phiền. Thay vì mình hồi mình chưa niệm Phật cái tâm mình nó lộn xộn, mình gặp người đó mình quên, không có nhớ chuyện cũ. Nhưng mà tâm mình yên yên rồi á, ngồi niệm Phật hồi nó nhớ đủ thứ chuyện trên đời hết á, mấy cái chuyện mà tào lao ở đâu hồi thời nào nó nhớ ra hết. Và nhớ ra là bắt đầu xét đoán từ người, phải không? Cái bà đó hồi cách đây mười mấy năm về trước á, bà có làm gì mình mít lòng, bây giờ nhớ ra. Nhưng nếu một người tu tập tốt, khi chúng ta nhớ ra chúng ta xóa luôn, để chúng ta không còn phiền. Nhưng mà người tu tập không tốt á, khi nhớ ra chuyện xấu người khác là bắt đầu ôn lại chuyện đó và mình bắt đầu phiền. Thì như vậy là trong lúc chúng ta đang ngồi, chúng ta kết thêm phiền não. Còn một người mà tu tốt á, thì khi khởi ra cái chuyện quá khứ là người ta cắt luôn. Ngay khi khởi ra đó là mình quá giải, chuyện đó không còn quay đi quay lại với mình nữa. Thì vậy chúng ta mới dứt trừ được cái phiền não nghiệp tập của mình, chứ nếu không là chúng ta khó tiến. Và cái tham sân si thì chúng ta cũng đã từng nghe học rồi, phải không? Tức là đây là ba độc mà cần phải phá của tất cả những người học Phật. Thì như vậy là tới cái si, tức là cái căn bản phiền não rồi. Khi chúng ta si mê lầm lẫn, không thấy được cái chân thật pháp thân của mình, cũng như không thấy được trí huệ bát nhã, không nhận định được chân lý, cho nên mình chấp ngã, chấp pháp nặng nề, thì cái đó là cái si mê. Và khi chúng ta chấp chặt như vậy thì chúng ta bắt đầu tham tâm xảy ra. Chúng ta muốn điều này, chúng ta muốn điều nọ, chúng ta luyến ái, chúng ta tham đủ điều. Thì vậy là cái lòng tham đó nó có từ cái gốc chúng ta lầm lạc, từ cái gốc chúng ta nhận định sai lầm về cái thân xác này, là chúng ta sẽ có những cái điều đó. Và khi những điều mà chúng ta mong muốn không thành tựu thì buộc chúng ta sân hận. Thì vậy là cái gốc từ cái si mà sanh ra cái tham tâm, tham ái, nhiễm trước, tham dục đủ chuyện giữa đời này. Và khi mà chúng ta không có được vừa ý thì chúng ta sân hận. Có một câu chuyện mà câu chuyện này là một câu chuyện tương đối cũng giống như câu chuyện ngụ ngôn thôi, mà nói diễn tả được cái người mà còn vướng nặng ở tham sân si. Tức là gia đình đó có ba người. Tức là có cái ông nội, bữa đó ông nội ổng sai cái thằng cháu nội đi mua tương. Ổng đưa 10 đồng, đưa hai cái tô, kêu mày mua là 5 tương 5 đường, cầm hai tô, cầm hai đồng tiền bỏ ngoài. Rồi nó đi ra đường, hồi cái nó chạy vô nói thưa ông nội là cái tiền nào mua tương, tiền nào mua đường. Cái ông nói là thì tiền nào muốn được, cái nào cũng 5 đồng. Nó chạy ra, hồi nó chạy tới vô, chạy vô hỏi thưa ông nội, hai tô này tô nào đựng tương, tô nào đựng đường. Cũng hai tô bằng nhau. Ông nội ông giận, ông tán dần nữa một cái đó, mày ngu gì vừa thôi, nhưng mày ngu gì mà ngu dữ vậy, hai tô cũng bằng nhau, hai đồng tiền bằng nhau thì mua cái nào cũng vậy thôi. Thì cái ông cha của ông bé, tức là con của ông này á, nói là ông tại sao ông đánh con tôi. Ông nói con mày ngu quá tao đánh chứ sao, nói bây giờ ông đánh con tôi là tôi đánh con ông á. Cái ông lấy kìa ông đánh ổng. Ông nói cái ông ngăn cản lại, nhưng mà nhỏ cứ đánh à. Ông đánh con tôi 1, tôi đánh con tới 10 á, tôi cho ông biết đánh nó dập đầu luôn. Ông đánh hồi hồi cái đầu ông chảy máu ra. Chúng ta thấy cái chuyện mà ngu si trên thế gian này, thì bây giờ muốn trả thù trả quả người ta, phải không? Muốn mà, tại vì ông già mình đánh thằng con mình, cho nên mà trả thù ổng bằng cách là mình đánh con của ổng, tức là mình con của ông già mình, thì vô tình mình đánh vào đầu mình. Đó là cái chuyện vô minh mà chúng ta thấy. Mà thế gian này chúng ta thường hay bị chuyện này lắm, đúng không? Khi mỗi khi mà chúng ta sân hận, chúng ta muốn trả thù người khác á, thì rõ ràng chúng ta thỏa mãn cái dục lòng của mình, thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Nhưng mình bị cái gì? Mình bị mất đi cái phước báo, đúng không? Bị tạo thêm cái quả báo xấu, giống như con mà đập đầu mình chảy máu thật sự như vậy. Mỗi lần mà mình chửi rủa người khác, mỗi lần mình nói nặng người khác, mình thấy người ta bị tổn thương, đúng không? Mình thấy người ta bị buồn thì mình cảm thấy mình thỏa mãn. Nhưng mà lúc mà mình thỏa mãn như vậy, mình nghĩ là mình hơn người rồi, hoặc là mình dùng mưu mô xảo nguyệt nào đó để mình thắng lướt người khác á, thì mình thấy mình vui. Nhưng mà trong cái vui đó nó tổn hại cái phước báo của chúng ta xuống, nó tạo thêm cái nhân quả ác cho chính mình, để đời sau chúng ta phải chịu những quả báo xấu đó. Giống như con mà đánh vô đầu để chảy máu vậy, đánh cho chết con ông luôn, đúng không? Thì đó là cái trường hợp để chúng ta thấy là trong cái tham sân si giữa cuộc sống này, thì chúng ta cả đã được học nhiều. Ở đây chúng ta không bàn rộng thêm, để chúng ta thấy rằng đó rõ ràng là ba cái độc.
với đạo Phật xem như là ba độc. Và chúng ta làm sao với tất cả những người tu phải cạn mỏng từ từ. Người nào càng cạn mỏng cái tham sân si chừng nào thì trí huệ càng mở thông chừng đó. Cho nên đối với đạo Phật thì chúng ta phải dứt trừ cái vô minh, cái lậu hoặc của chính chúng ta trong cái việc công phu tu hành của mình, bằng cách là chúng ta học đạo và bằng cách chúng ta công phu. Thì Bồ Tát thường nhớ nghĩ và gọi là quảng học đa văn, tức là chúng ta phải học rộng. Học rộng ở đây nói về kiến thức của Phật Pháp, chúng ta thấy nó cũng có hai điều. Một là ngay cả cái việc chúng ta nghe giảng, chúng ta đọc kinh thôi, thì quý vị sẽ người nào khéo sẽ phân định ra, chúng ta chỉ nói hai cái điều thôi. Tức là một là chúng ta học về cái dạng kiến thức Phật giáo, hai là chúng ta học về chuyên môn của Phật giáo. Quý vị nghe giảng và quý vị có công phu rồi, thì qua một cái thời giảng của một vị nào đó, người đó có công phu mà nói thì chúng ta nghe khác, đúng không? Người đó có kiến thức mà nói thì chúng ta nghe khác. Và nếu chúng ta học kiến thức thì mỗi ngày chúng ta thêm kiến thức. Nếu chúng ta học chuyên môn thì mỗi ngày chúng ta có được chiều sâu của chuyên môn. Mà người có kiến thức tức là huân thêm nghiệp mới, người có chuyên môn là loại trừ nghiệp ra. Đó là hai cách để chúng ta học Phật Pháp. Thì vậy khi mà chúng ta bắt đầu đi vào học Phật Pháp mà muốn rút ngắn thời gian của chúng ta, thì chúng ta vừa có được cái kiến thức, nhưng mà kiến thức trong chuyên môn á, thì mới có thể giải trừ được nghiệp tập của mình. Còn nếu có kiến thức để chúng ta trở thành một người giỏi về lý luận, chúng ta hiểu thêm Phật Pháp nhiều, thì nó sẽ tăng trưởng thêm cái nghiệp tập. Đây là hai điều mà trong Phật Pháp chúng ta phải thấy trước. Cho nên khi nghe một bài giảng, khi nghe một băng giảng hoặc là một vị giảng sư giảng, thì quý vị sẽ nhận ra đây rõ ràng là ông thầy học giỏi, và đây rõ ràng là người có tu để nói. Thì hai điều này là một người học Phật chúng ta phải nhận ra điều này trước, để khi mà mình muốn học đạo chuyên môn mà chúng ta cứ đi vào con đường kiến thức hoài thì tìm cái pháp tu không ra với chính mình, đúng không? Chúng ta không có pháp tu mà chúng ta hiểu nhiều, thậm chí chúng ta học 5-10 năm trong Phật Pháp, bây giờ hỏi lại mình công phu như thế nào mình không biết. Điều này là điều có rất là nhiều, đúng không? Và có những người họ chỉ nghe 1-2 thời giảng thôi, họ tự động họ tu được. Đó là cái dạng của những người có chuyên môn. Và khi cái người có chuyên môn nói ra là tự động mình nắm bắt được cái gì đó để mình làm. Còn cái người có kiến thức dạy chúng ta thì chúng ta hiểu thêm, nhưng mà chúng ta chưa biết làm gì hết. À, đây là điều chúng ta thấy. Khi bước vào cái việc mà học Phật Pháp là chúng ta phải nhận ra cái điều này trước cái đã. Nếu mà mình không nhận ra được điều này mà mình cứ học, cái gì mình cũng có thể học. Mình gọi là quảng học, tức là mình học rộng, mình nghe nhiều mà. Đức Phật dạy mình học rộng nghe nhiều thì ai giảng cũng học, ai dạy cũng học và sách kinh nào cũng đọc, thì một đời chúng ta không có học được bao nhiêu về chuyên môn. Và nếu chúng ta không học chuyên môn thì sẽ không có cách để cho chúng ta dụng công. Và nếu không có phương pháp dụng công chính á, thì chúng ta rất là khó phá được phiền não nghiệp ác của mình. Và như vậy là cái việc sanh tử nó sẽ còn hoài với mình, khó thoát ra được lắm. Thứ hai nữa, cái quảng học có nghĩa là cái học rộng, mà học rộng trong Phật Pháp của chúng ta, để chúng ta, ví dụ như bây giờ mình tu niệm Phật đi, chúng ta đang ở tông phái Tịnh Độ, nhưng chúng ta phải học để chúng ta hiểu cái lý luận của thiền học, chúng ta hiểu luôn lý luận của Tịnh Độ Tông. Để chi? Để chúng ta củng cố lại công phu của chúng ta. Vì nếu mình học rộng thì mình biết rằng tất cả pháp môn đều là phương tiện. Và khi nó đã là phương tiện rồi thì bắt đầu mình chọn lựa cái phương tiện nào nó phù hợp với trình độ căn cơ của chính mình. Cái này trong ba bãi phẩm tờ đạo, trong phần mà Thất Giác Chi nó gọi là trạch pháp, là khoan hãy dụng công liền. Mà chúng ta phải học rộng nghe nhiều để chúng ta gom tụ lại một pháp nào đó mà nó vừa phù hợp với trình độ căn cơ của chúng ta, mà nó vừa phù hợp với chân lý, thì lúc đó chúng ta bắt đầu dụng công thì có kết quả. Cho nên chúng tôi hay ví dụ, chúng nói là chúng ta khoan hả vội vã. Khi mà đứng ở ngã ba đường á, thì chúng ta phải coi kỹ bản đồ cái đã, quyết định hướng này đi tới đâu. Chúng ta đi sao, như đi chậm nhưng mà mỗi bước mỗi gần. Còn nếu chúng ta quyết định sai, đi càng nhanh á, thì càng xa với mục đích. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên khi học đạo là chúng ta phải cố gắng tìm cách nào đó để chúng ta học rộng, có nghĩa là chúng ta tìm cái hiểu được tất cả những tông phái trong đạo Phật. Khi hiểu được rồi thì chúng ta bắt đầu học những cái căn bản Phật Pháp, những cái bước nào đi chuẩn ở trong đạo Phật, chúng ta bước từng bước cho nó vững chắc rõ ràng, gọi là quảng học. Và học rộng ở đây nữa, ngoài cái việc học hiểu về cái
nhân quả nghiệp báo, sanh tử luân hồi đủ ở trong Phật pháp rồi phải không? Những cái căn bản như tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên chúng ta phải học qua để chúng ta hiểu rồi. Đồng thời chúng ta phải học hiểu những cái cảnh tội ý của tâm chúng ta. Có những người họ tu tốt, họ trải qua những cái phá được những cái lớp tâm, tức là phá được từng cái tầng vọng chấp á, thì họ sẽ có những cảnh giới tâm mới lạ. Và nếu chúng ta chỉ học thuần trên chữ nghĩa không, chúng ta không biết những chuyện này đâu. Trên chữ nghĩa thì không thể biết được. Chỉ trừ những người có công phu chuyên môn, họ mới có đủ sức thấy những cảnh cõi. Và những cái cảnh cõi này là những cái tầng bậc tâm tu chứng của chúng ta. Và mỗi một cái lần chúng ta công phu tu tốt, chúng ta vượt qua một cái tầng vọng chấp là chúng ta tới một cảnh giới khác. Và tới một cảnh giới khác tức là chúng ta đã tăng trưởng được cái cảnh cõi của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình là cái người phàm phu tu tập bình thường, mà bây giờ chúng ta nói về cái thiền định đi. Thì vậy bên thiền định tu chứng được cái sơ thiền thì ly sanh hỷ lạc, tức là lìa hết những cái vướng mắc trong sanh tử luân hồi này mà phát sinh ra cái hỷ lạc. Thì cảnh giới hỷ lạc đó nói thì chúng ta nghe chỉ là cái người vui, người an lạc, chứ chúng ta không biết cái gì, đúng không? Vì vậy là một mặt chúng ta học chữ nghĩa văn tự, một mặt chúng ta đi sâu vào nội tâm để chúng ta biết được cảnh giới đó, gọi là quảng học. Chứ không phải chúng ta học là chỉ hiểu để thỏa mãn kiến thức thôi. Do đó buộc chúng ta phải công phu để đạt được những cảnh cõi. Ít ra thì một người học Phật, chúng ta phải nếm được cái hương vị Phật pháp, cái hỷ lạc của sơ thiền như thế nào. Chúng ta nói ví dụ như trở lại cái năm kiết sử hồi nãy á, tức là tham sân si mạng và nghi á. Thì vậy là khi họ dụng công tốt, một người dụng công tốt á, là cái ngã mạng họ vơi mỏng rồi nha, cái tham sân si vơi mỏng từ từ. Thì vậy là họ bắt đầu đạt được cái tầng sâu, đạt được tầng sâu trong nội tâm của mình. Và tới khi mà cái tham thì thật sự chưa hết đâu, nhưng mà nó mỏng đến mức độ mà cho phép để họ có thể được đi vào định rồi á. Thì đối với tất cả cảnh giới, tức là cái mạng họ không còn chấp trước nhiều, thì cảnh giới bên ngoài với họ không còn chấp trước nhiều, và trong nội tâm không có loạn nhiều. Do đó họ đạt tới cái định nào đó nhất định, thì bước vào cái cửa ngõ ban đầu của thiền học là họ đạt được sơ thiền. Với họ, họ không còn vướng mắc chuyện trần gian nữa. Đối với tiền tài danh vọng họ không còn vướng, đối với thân xác này họ không còn vướng. Thì ở trong cái định đầu tiên đó, tâm vắng lặng hoàn toàn để họ hưởng được cái phỉ lạc đó. Phỉ lạc đó, cái hạnh phúc của trần gian này không đổi được một móng nhỏ nữa. Cho nên đa số những người, quý vị thấy á, những người mà có công phu tu tập, tại sao họ không dính mắc việc trần gian này? Người đời có nhiều khi họ thắc mắc, họ nói tại sao những cái vị tu sĩ trẻ trẻ thấy đời này thấy họ tự tại quá. Thực sự nó không có, một triệu lần hạnh phúc của trần gian này chưa đổi được một giây nhỏ của cái người đang ở trong cái sơ thiền nữa. Nó khủng khiếp như vậy, chưa nói tới những cái mức độ thiền sâu. Vì vậy nếu chúng ta học Phật mà chúng ta không có nếm trải những điều này, tức là chúng ta chưa học rộng. Không phải là chúng ta học kiến thức để chúng ta hiểu được điều này điều kia nữa, mà chúng ta học được những cái cảnh giới, những cái cảnh cõi của nội tâm chúng ta. Chúng ta hiểu được hai mặt ở bên ngoài, tức là hiểu được kiến thức Phật pháp rồi, hiểu được cái lý luận của Phật giáo rồi, hiểu được cái hoàn cảnh xã hội rồi, hiểu được cái thân bên ngoài rồi. Nhưng chúng ta phải nhận biết được những cái cảnh cõi, những cái tu chứng từng bậc của chúng ta. Vì vậy là chúng ta vượt được một tầng vọng chấp nào đó là chúng ta đạt được một cảnh giới. Và cảnh giới đó thực sự mới đủ sức gìn giữ chúng ta trong Phật pháp. Chúng ta thấy đa số những người tu mà có những cái bị thoái đọa, chúng tôi dùng từ là thoái đọa, có nghĩa là họ bỏ công phu Phật pháp à. Họ tu theo pháp nào đó, họ tu không bền là một. Thứ hai là họ bỏ luôn, thậm chí có những người bỏ hẳn luôn. Do nguyên nhân chính là họ không nếm được cái hương vị Phật pháp. Đây phải nói thật. Có những người niệm Phật thời gian cũng phải bỏ, có những người tu thiền thời gian cũng bỏ, người tu mật trong cũng bỏ. Vì họ đi vào các pháp môn họ không đạt được cái gì, và làm cho mình vất vả, từ ngày này tới tháng nọ họ không thấy có một cái gì hết. Quý vị thấy nội chúng ta niệm Phật thôi mà có một lần nào đó mình nhất tâm bất loạn thôi, quý vị đã thấy vui rồi đúng không? Cái an lạc đó nó mới gìn giữ mình lâu. Chứ mình làm hoài mà thấy mình cũng trơ trơ ra đó, ngồi niệm Phật hồi cái mình nhớ đủ thứ chuyện trên đời, tâm mình không có lúc nào yên hết, thì chúng ta niệm sẽ không lâu, không bền. Rõ ràng là mình chỉ là cái người tưởng tượng, ngưỡng vọng về một cái điều gì đó thôi, mà cái việc đi của mình nó chưa có đến đâu, nó chưa có về đâu, và không có kết quả gì á, thì chúng ta rất là khó để có thể tinh tấn hơn nữa được. Làm thì mình tu do tối theo công phu thì tối mình phải tụng kinh, rồi tối mình phải niệm Phật, rồi khuya mình thức dậy mình phải sám hối gì đó thôi. Và làm trong giả dự chứ không có hăng say được. Nhưng mà nếu chúng ta đạt được cảnh giới nội tâm,
thì tự động nó cuốn hút chúng ta, buộc chúng ta làm để chúng ta luôn an ở trong cái an lạc, trong cái phỉ lạc đó, trong Phật Pháp. Như vậy là chính khi chúng ta học được nội tâm của mình, tức là chúng ta đã công phu được á, thì mới đủ sức làm cho chúng ta ở lâu trong Phật Pháp. Chúng tôi dùng từ là ở lâu, ở bền bỉ trong đó. Và không có cái gì có thể phá vỡ được với một người đã nếm được hương vị Phật Pháp nha. Còn nếu không là khó có cái gì có thể bảo đảm. Khó lắm. Nên chúng ta vẫn bấp bênh, vẫn bấp bênh. Đối với Phật Pháp chúng ta vẫn còn nghi ngờ là vậy. Vẫn còn có cái gì xa lạ, nó không thân cận được. Còn người mà hưởng được hương vị Phật Pháp là ở luôn trong nhà chánh Pháp rồi. Không có cái gì có thể phá vỡ, họ rớt ra vòng ngoài. Như vậy là buộc chúng ta phải học được những công phu chuyên môn để chúng ta tu tập. Chúng ta ví dụ như bây giờ, điều này chúng tôi nghĩ là có một ngày nào đó chúng tôi nói thật sự chuyên môn ở trong cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chỉ gợi ý thôi, để quý vị thực tập thử trong tuần này, quý vị thấy kết quả nè. Bây giờ thay vì chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật một cách rất là bình thường, thì hoặc là chúng ta lần chuỗi đi nữa, cái đó nằm ở ngoài đầu tâm của chúng ta, chưa đi sâu đâu. Chúng tôi nói điều này để quý vị thấy có kinh nghiệm, quý vị sẽ nhận ra. Ai thử một lần chúng ta bắt đầu niệm Phật, chúng ta niệm thật chậm lại. Đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật lần chuỗi như từ trước đến giờ, phải không? Mà chúng ta niệm thật chậm lại, vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật chậm nữa, chậm càng tốt. Tức là luôn bắt đầu đi vào công phu là chúng ta bắt đầu giữ cái tâm chúng ta bình lặng. Mà người tâm bình lặng rồi, tất cả những cái động thái xảy ra với mình là nó phải bình lặng. Do đó cái câu niệm Phật chúng ta phải đạt được cái bình lặng ban đầu, đúng không? Thì bây giờ bằng cái khởi nhân bình lặng đó, tâm chúng ta mới bình lặng được. Vì vậy mà cái khởi niệm Phật nếu chúng ta có một chút vội vã là bảo đảm chúng ta thành tựu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không phải chúng ta niệm trên đầu tâm nữa, mà chúng ta niệm ở trong thâm tâm của chúng ta. Niệm thâm tâm có nghĩa là niệm như thế nào? Tức là lúc chúng ta đang niệm Phật, niệm Nam Mô Như Là Phật, chúng ta nghe nó sâu ở bên trong, chứ không phải là nó khởi trên đầu ý thức của mình. Và quay trở lại để làm sao chúng ta nhận rõ được cái A-di-đà Phật nó đang động khởi nơi tâm của chính mình. Chứ chúng ta không có hướng ra ngoài, không hướng ra ngoài nữa, mà chúng ta vừa niệm chúng ta vừa quay lại với chính mình. Thì vậy là làm cho chúng ta nhất tâm rất là lẹ. Nếu người nào mà làm được cái điều này, quý vị thấy trong một thời hai thời quý vị có đạt được cảnh giới nhất tâm và sẽ có được an lạc. Vừa niệm A-di-đà Phật, chúng ta vừa quay lại để chúng ta nhìn, để chúng ta thấy cái động A Di Đà Phật nó từ từ nó khởi ra. Ví dụ như bây giờ cái niệm A đó, nó động nó chưa thành cái A đâu, quý vị vẫn phải thấy. Tức là nó vừa động nhẹ trong tâm để nó hiện cái chữ A ra. Chúng ta thấy, chúng ta thấy rồi cái chữ A nó rõ ràng nơi tâm mình, mình thấy rõ ràng nha. Rồi chữ A đó nó yếu xuống từ từ để nó mất đi, quý vị thấy rõ ràng. Và lại tiếp tục bắt đầu có một khoảng trống, giữa hai niệm nó có một khoảng trống, quý vị cũng phải thấy được. Và bắt đầu chữ Di nó hiện lên. Chữ Di nó hiện, nó chưa thành chữ Di đâu, nó động nhẹ hồi nó mới hình thành chữ Di, là chúng ta thấy được. Thấy được chữ Di nó hiện lên rõ ràng, và chữ Di nó yếu đi, chúng ta thấy nó yếu dần dần rồi nó mất. Mất liền có một khoảng không rồi tới chữ Đà. Chữ Đà nó hiện lên rõ ràng, yếu đi, chúng ta thấy rõ là mất có khoảng không, chúng ta thấy rõ. Rồi tới chữ Phật. Thì vậy là trong cái động niệm đó chúng ta thấy rõ ràng nơi chính mình. Mà quý vị mà có cái trí để có thể thấy được như vậy là tự động tắt hết những cái chuyện bên ngoài liền. Chúng ta đang vào nhất tâm, chúng ta đang ở trong cái nhất tâm thực sự. Và người nào đạt cảnh giới nhất tâm bất loạn thực sự á, thì điều đó khủng khiếp lắm rồi. Chúng tôi có giảng trong kinh Di Đà, thì quý vị nếu có dịp nghe bản kinh đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là chúng ta bắt đầu niệm như vậy, chúng ta sẽ đạt được những cảnh giới sâu hơn trong niệm Phật. Ví dụ bây giờ khi chúng ta niệm A Di Đà Phật, hồi đầu chúng ta nghe nó vang vang lớn, tức là có mình và có âm thanh, có mình và có âm thanh. Nhưng lần lần cái âm thanh đó nó không phải là lớn với mình nữa, mà âm thanh đó từ từ nó nhỏ, và từ từ chúng ta là cái gì mênh mông âm thanh nó ở trong chúng ta. Chúng ta không phải là con người này, không phải là con người nhỏ nhất mấy chục kilo này đang niệm cái câu A Di Đà Phật đó, mà chúng ta là một cái con người mênh mông và tất cả âm thanh đều ở trong đó. Âm thanh đều ở trong đó. Nó vang rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi, rất là trong sáng, rất là trầm lặng ở trong thâm tâm của chính chúng ta. Thì vậy là niệm Phật mới sâu vào bên trong. Cái điều này chúng ta chỉ giới thiệu thôi, có dịp nào chúng ta sẽ nói chuyên môn về cái niệm Phật này. Thì vậy là thử áp dụng cái điều này quý vị sẽ thấy. Đó, cho nên khi chúng ta học đạo
Thì chúng ta phải học hết những cái kiến thức, và chúng ta phải học được chuyên môn. Học được chuyên môn và học được chiều sâu của chuyên môn đó, học được những cảnh giới sâu trong tâm linh thì mới gọi là quảng học, chứ không phải học theo cái kiểu bên ngoài là chúng ta hiểu kinh này, chúng ta hiểu kinh kia, chúng ta hiểu kinh nọ, hiểu lý pháp nào, hiểu lý pháp nọ. Không phải, đó là học bên ngoài hết. Nhưng mà khi chúng ta đã học thực sự sâu, học thực sự chuyên môn, thì chúng ta mới thấy Phật pháp rõ ràng là sâu màu, không đơn giản. Cũng đồng ngồi cả triệu người đó, nhưng mà cái người đi sâu, người đi cạn chúng ta thấy liền, đúng không? Tôi đã cười lắm, tôi khi mà tôi hướng dẫn mấy người tọa thiền, tôi đi sau lưng tôi biết người nào tâm đang yên, người nào tâm đang loạn. Nghĩa tâm yên hơi thở nó khác, tâm loạn hơi thở nó khác. Mà hơi thở nó sẽ làm động cái thân mình nhìn mình thấy. Cho nên đi sau lưng tôi nhìn thấy là cái người này là tâm họ đang yên. Họ đang yên thì hơi thở họ rất là trầm, rất là nhẹ, rất là sâu lắng, rất là đều đặn. Còn tâm loạn thở dồn dập, hơi thở dồn dập thì tâm loạn. Cũng vậy khi chúng ta niệm Phật, niệm Phật thì hơi thở chúng ta đi tới một cái chiều sâu của nó. Chiều sâu hơi thở gần như muốn tắt hơi luôn. Hơi chúng ta nó tinh tế, nó mong manh, nó nhỏ nhiệm như một sợi chỉ mành. Thì lúc đó cái tiếng niệm Phật nó nổi rất nhẹ trong cái sợi chỉ mành ra vào đó. Lúc đó tâm chúng ta rất là yên. Điều này để có dịp chúng ta sẽ nói một thời riêng về cái chuyện này. Chúng ta hẹn một ngày chúng ta sẽ nói chuyện chuyên môn. Thì vậy là khi chúng ta học đạo, chúng ta phải hiểu ở hai mặt của đạo lý, là về mặt kinh luật luận mà Đức Phật đã dạy chúng ta tu tập từ trước đến giờ, thì chúng ta phải học để thông, chúng ta phải hiểu nghĩa lý bên ngoài. Và những cái chuyên môn, thực sự thì nếu chúng ta có cái duyên mà được học chuyên môn với một người đã chuyên môn đi qua cảnh giới đó, thì đó là cái phúc lành của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không có duyên thì đương nhiên chúng ta học trên phân tự chữ nghĩa thôi, thì chúng ta có thêm kiến thức. Và có kiếm kiến thức rồi thì mình vẫn là mình, chứ mình không có thay đổi gì được. Đây là chuyện chúng ta phải biết. Còn khi mà chúng ta học chuyên môn là mình có thể thay đổi. Sau cái lần học chuyên môn đó mình sẽ dụng công được. Và khi chúng ta dụng công được là chúng ta trải qua những cảnh giới nội tâm thực sự để loại bỏ những cái phiền não nghiệp tập của mình. Một người nào mà dụng công được cách đó thì quý vị thấy phiền não của mình sẽ rơi rụng rất là nhiều. Một lần quý vị mà niệm Phật tới cái mức độ sâu lắng này rồi nha, cái âm vang nó vang, quý vị nghe nó, mình không thể diễn tả bằng ngôn ngữ này bình thường được. Mà trong kinh gọi là giống như cái diệu âm, cái hải triều âm nó vang động trong thâm tâm của chúng ta. Cái A Di Đà Phật nó vi diệu tuyệt vời ở trong tâm mình. Thì lúc đó là quý vị thấy phiền não nghiệp tập chúng ta rất là nhiều. Và được như vậy chúng ta mới lìa thoát được cái cõi này. Chứ bây giờ thử hỏi chúng ta niệm Phật mà chúng ta đụng chuyện vẫn còn giận người khác, phải không? Đụng chuyện chúng ta vẫn còn tham lam, đụng chuyện chúng ta vẫn còn phiền não, tức là còn vướng ở trong cõi này, chúng ta chưa thoát được. Chưa thoát được. Khi nào mà đụng tất cả mọi chuyện của trần gian này, về tiền tài danh lợi, tất cả mọi cái nó rớt với chính mình, thì mình mới thoát cõi này, mình tới tịnh độ. Chứ giờ kiểm tra lại, nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta vẫn còn vướng mắc cõi này, chúng ta còn vướng mắc ngay trong cuộc sống này, thì chết chúng ta khó lắm á, khó lắm. Nó sẽ trì níu chúng ta lại. Đó là những cục trì, đó là những cục đá mà đeo chúng ta để chúng ta không thể bay về tây phương được. Những cái chỗ chúng ta dính mắt thì nhớ rằng chúng ta dính chỗ nào thì chính chỗ đó nó trói chúng ta lại trần gian này. Mỗi lần chúng ta dính một việc là chỗ đó sẽ là dây lồi trói mà rất là khó phá. Phải hiểu như vậy để chúng ta tự phá vỡ ngay lúc chúng ta còn sống hiện tiền này thì mình mới thoát ra được. Chứ nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta vẫn muốn về Tây Phương, nhưng mà rồi buông cái thời niệm Phật của chúng ta ra, buông cái thời công phu chúng ta ra thì đụng chuyện gì chúng ta cũng vướng hết. Thì khó rồi. Nó là cái khó. Chúng ta tự đi trở lại, tức là tự thụt lùi mình trở lại, tự trì níu mình, tự bó buộc mình trở lại với trần gian này. Cho nên niệm Phật là phải thoát ra cõi này thì mới tới Tây Phương được. Mà muốn thoát cõi này thì trong tài sắc danh thực thì, tức là trong ngũ dục chúng ta không còn vướng lại, trong cái tiền tình chúng ta không còn vướng lại, trong cái vật chất chúng ta không còn vướng lại mới được, thì chúng ta mới thoát. Đó là cái mà trong chuyên môn. Cho nên khi mà chúng ta học gọi là quảng học thì chúng ta phải học được cái kinh điển, học được kinh luật luận để chúng ta hiểu thấu chân lý. Và một điều nữa, chúng ta thấy học đạo nó có một cái điều là tất cả những kinh luận mà chư Phật nói ra và chư Tổ nói ra là đều từ đâu? Từ sở chứng sở đắc hết. Tức là sau khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật chứng đạo, Đức Phật mới nói kinh. Chúng ta nên nhớ điều này. Do đó, nếu chúng ta học đạo mà muốn thông cảm được cái điều của Phật Tổ nói thì buộc chúng ta phải có một chút nào chứng đắc trong đó. Chứ bằng cái ý thức thì không thể hiểu hết lời của Phật được đâu.
Do vậy mà chúng ta học đạo, chúng ta nói là chúng ta đã hiểu được điều này. Ví dụ như hồi trước mình học cái lý vô thường đi, ở đây thì ai cũng hiểu rồi đó, nhưng mà gọi là chứng lý vô thường thì bảo đảm là chưa. Đây là phải nói thật, khi một người chứng lý vô thường rồi, ngang tầm với Bát Địa Bồ Tát lận, không vừa đâu. Chứ không phải vô thường là chúng ta hiểu, vậy là mình coi như mình đã hiểu rồi đúng không? Nhưng mà thật sự một người đã chứng lý vô thường là automatic, từng giờ, từng phút, từng giây là người ta chạm tới phiền não là tự nó vô thường. Tự nó vô thường. Chứ mình không còn phải, thôi đi đừng nghĩ chuyện này nữa, chuyện này là không đúng đạo lý, thôi mình tu mình không được quyền phiền người ta, mình tu cũng được giận ta, không có những chuyện đó nữa. Khi đã vô thường rồi thì chạm tới là thành vô thường. Mắt thấy tai nghe đều là vô thường, từng giờ từng phút từng giây họ đều vô thường, cho nên không có chỗ nào họ vướng lại được, không có chỗ nào họ dính mắc lại được, không có chỗ nào họ có thể khổ đau được, thì người đó mới là người ngộ lý vô thường. Và khi ngộ lý vô thường rồi họ trở thành vô thường, họ trở thành vô thường thì tâm niệm vô thường, thân này vô thường, cảnh giới vô thường, từng giờ từng phút từng sát na nơi họ là vô thường, cho nên hoàn toàn không còn dính nữa đó. Chứ không phải là chúng ta học mà chúng ta chỉ hiểu, phải không? Từ trước đến giờ nghe vô thường rất là đơn giản, ai ở đây cũng hiểu rồi, nhưng mà chứng đắc thì phải nói là còn phải chờ thời gian. Đó là điều để chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải quảng học, tức là học rộng. Thì học rộng chúng ta phải hiểu ở hai mặt. Khi nào mà chúng ta học Phật pháp đúng rồi nha, quý vị thấy nè, chúng ta học Phật pháp mà học đúng á, thì mỗi một lần học chúng ta rớt một cái gì đó của mình, chứ không quân thêm là học Phật pháp đúng. Ví dụ như bây giờ hồi nãy mình nói là mình giận người kia 9 xe 10 vàng vậy đó, nhưng mà qua một thời gian này cái tự nhiên mình chơi chung được, mình cười được với người đó, mình không còn giận nữa. Đó là chúng ta đang học đúng á. Hoặc là giờ mình tích chứa không biết bao nhiêu cái phiền hận với rất là nhiều người, nhưng mà qua một cái thời gian Phật pháp cái mình nghe nó mất đồ nhiều lắm rồi. Mình có thể mình quên đi những cái chuyện buồn với người khác, quên đi những cái chuyện hận người khác, là chúng ta đang học đúng. Người học đạo đúng là luôn học như vậy. Tức là càng học nhiều Phật pháp chừng nào thì phiền não nghiệp tập chúng ta càng vơi bớt chừng đó, thì người đó là người đang học đúng. Còn mà học đạo nhiều mà phiền não tăng lên, biết rằng chúng ta học sai. Đó là cái điều chúng ta phải biết. Cho nên quảng học là chúng ta phải học rộng, học cái kiểu đó đó. Như vậy là vừa đi ra để hiểu kinh điển, vừa đi sâu vào nội tâm chúng ta để giải trừ nghiệp tập của chính mình, thì đó là người quảng học. Đa văn có nghĩa là chúng ta nghe nhiều. Nghe nhiều tức là nghe người giảng dạy Phật pháp, phải không? Chúng ta học đọc kinh điển và chúng ta nghe tiếng nói của nội tâm chúng ta. Chúng ta phải nghe được. Ví dụ nha, bây giờ đụng một cái chuyện gì xảy ra, bây giờ mình tự nghe lại lòng mình, tự nghe lòng mình coi. Họ chửi mình một câu, bây giờ mình về mình nhớ bao nhiêu lâu, phải nghe lại cái lòng mình nhớ bao nhiêu lâu. Và mỗi khi chúng ta nhớ lại chuyện đó, chúng ta phiền kiểu nào, chúng ta giận người ta kiểu nào, cái cơn giận đó nó nổi lên kiểu nào trong tâm của chúng ta, và bao lâu cái cơn giận nó mới được tắt mất với mình. Mình phải nghe, phải nghe tiếng nói của nội tâm của mình, phải không? Phải nghe cho kỳ được. Và sanh tử luân hồi nó là chuyện này, tự kiểm tra lại để thấy mình còn sanh tử nhiều ít. Đụng một chuyện mà chúng ta sân hận, để chúng ta có khởi ác niệm lên, tức là sẽ bị dẫn xuống địa ngục, không? Trong lục đạo luân hồi, trong sáu niệm mà tham sân si của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta bị đọa trong ba con đường ác. Ví dụ như đụng một cái chuyện chúng ta tham đắm mà không buông ra được, mà ý niệm nó cuốn hoài trong đầu của mình, không có dứt. Chuyện qua rồi nó nghĩ lại, chuyện qua rồi nó nghĩ lại, gọi là luân hồi. Trong đầu chúng ta còn luân hồi thì buộc chúng ta phải đi sáu cõi thôi. Chuyện qua mà nó tắt mất được, chúng ta mới cắt được cái dòng luân hồi này. Còn chuyện qua mà nó đáo lại, chuyện qua nó đáo lại, tức là nó còn luân hồi trong tâm. Thì người nào mà còn luân hồi với một chuyện nào đó trong tâm mình, tức là mình còn đi sâu vào luân hồi, không cắt được đâu. Nên giận ai mà cứ nhớ lại hoài, nhớ hoài rồi giận tiếp, phải không? Giận tiếp rồi nhớ nữa rồi giận tiếp, thì vậy là trong đầu chúng ta còn luân hồi hoài mà. Còn luân hồi thì tâm chúng ta như thế nào sẽ khế ứng cảnh giới đó. Cho nên tâm chúng ta ngang cái tầm mà của cái địa ngục thì đương nhiên là chúng ta xuống cõi địa ngục. Ngang cái tham tâm của súc sanh thì chúng ta xuống súc sanh. Bỏ sản nhiều thì chúng ta sẽ ngang tầm với ngạ quỷ, vân vân. Thì vậy là mỗi một lần chúng ta đối với súc cảnh, hoặc là mỗi một ngày chúng ta ngồi lại để coi lại mình, thì coi mình đang ở cõi nào, coi tâm mình đang đi lởn vởn ở cõi nào, phải không? Chúng ta phải nghe nó, coi nó đang rủ rê ai, nó đi vào cõi nào để nó tâm sự với ai. Trong lúc chúng ta tâm sự là chúng ta biết chúng ta đang nói chuyện với ai rồi. Khởi cái niệm mình ra thì mình biết mình đang ở cõi nào. Mình khởi ác để làm đau khổ người khác là chắc chắn là địa ngục rồi. Chúng ta tự mở cửa địa ngục để chúng ta chui vào rồi.
Thì vậy là khi học là chúng ta phải học lại được chính mình, để mình kinh nghiệm lấy. Đụng một chuyện này mình giận nhiều, thì bây giờ lần sau nếu chúng ta là người biết tu, đụng chuyện cái chúng ta hết giận, hoặc là chúng ta ít giận hơn, thì vậy là coi chúng ta đã học được một bài học sân hận dở của mình. Phải thấy được cái dở, phải thấy được cái hay xảy ra nơi chính mình, thì chúng ta là chúng ta đang học. Và học dưới ngoài cũng vậy, khi chúng ta thấy được cái tốt và thấy được cái xấu, đúng không? Không phải là chúng ta học biết để cái xấu để chúng ta thị phi, mà thấy cái xấu để mình không còn xấu nữa, chứ không phải là chúng ta thấy lỗi thế gian. Thành ra khi mà người biết học trong Phật Pháp á, gần như tất cả những cái thuận nghịch đến giữa đời này đều dạy cho chúng ta một bài học tốt, nếu người biết học. Như gặp hoàn cảnh nào nó cũng là bài học cho chúng ta. Thuận nó cũng là bài học của các thuận. Do nhiều đời nhiều kiếp mình làm điều thiện cho nên đời này mình gặp suôn sẻ nhiều điều. Nhiều đời nhiều kiếp mình làm ác thì đời này mình gặp khó. Đó cũng là bài học để mình nhớ lại nhân quả xưa, đúng không? Cho nên thuận nghịch là điều dạy cho chúng ta một bài. Thì người mà quản học, cái người học rộng á, là chúng ta phải học hết từ hoàn cảnh bên ngoài, từ chân lý của Đạo Phật đưa ra và từ những tiếng nói nội tâm của chúng ta. Chúng ta tự học để chúng ta so sánh lại với chân lý. Mình đang đi đúng tới đâu, mình đang làm cái gì, mình đang được cái gì trong thâm tâm của chính mình. Chỉ vậy là trí tuệ chúng ta sẽ khai mở. Tức là quảng học đa văn thì sao, là tăng trưởng trí huệ. Ví dụ như bây giờ cái trí huệ chúng ta tăng trưởng thì sao nè? Ví dụ như bây giờ mình, hồi trước mình có ví dụ là có một cái người bạn mà làm phiền mình, cái mình chửi người ta lớn tiếng. Không, có một người góp ý, mình nói là làm sai vậy mình không chửi đâu có được đâu, phải chửi nó cho nó biết để từ đây sao nó bỏ cái tật của nó. Nó hở hở là nó làm chuyện đó à. Không, đương nhiên là mình đúng, nhưng mà mình chửi là mình không có đúng nữa rồi. Mình thấy người ta sai như có rất là nhiều cách nói, chứ không phải là đợi chúng ta chửi đâu. Nhưng một người biết tu, bắt đầu trí huệ mở thông, thì họ sẽ nhận ra ở cái lời chửi này không đúng rồi, mình không nên nói lời thô, góp ý nhẹ nhàng. Đó, chúng ta bắt đầu tu khá khá một chút rồi đó, thì dừng lại được cái lời nói thô. Nhưng mà trí huệ chúng ta thêm chút nữa, là vừa thấy người ta sai mà khởi cái bực lên, mặc dù không nói nhưng mà trong lòng mình vẫn còn khó chịu đó đó, thì chúng ta phải thấy được mình đang khởi cái tức với người ta, mình đang kìm nén, mình đang kiếm nước mình uống để cho nó hạ xuống này. Thì mình phải thấy được mình, thì vậy là trí huệ chúng ta khá được một chút nữa. Nếu chúng ta tu tốt thì chúng ta nó vừa thấy cái sai của người khác, nó không thành ý niệm sân hận nữa, không thành ý niệm sân hận nữa, mà thấy như vậy, biết người đó đang sai trái như vậy. Và chúng ta khá hơn chút nữa là chúng ta thấy mọi việc nó không còn động niệm nữa. Như vậy là trí huệ trong Phật Pháp nó mở thông với chúng ta từ từ, từ thô cho tới tế. Người có trí là người thấy được mình trong mỗi lúc. Mỗi khi chúng ta tiếp duyên xúc cảnh, mỗi khi chúng ta chạm một việc gì với huynh đệ mình, mỗi khi chúng ta làm công việc gì đó giữa đời này mà chúng ta còn phiền hận, chúng ta còn mang mệnh nó đi ra khỏi chỗ đó, thì như vậy là chúng ta không hiểu được, trí huệ chúng ta không mở thông được. Và tới một cái lúc nào đó trí huệ chúng ta mở thông, quý vị thấy thêm. Tức là khi một người đã thấy được như vậy rồi thì tâm bắt đầu nó yên nha. Chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta yên rồi, chúng ta cũng thấy được hết những điều này. Và bên thiền gọi là đạt tới cái cảnh mà chúng tôi nói chánh niệm tỉnh giác thôi, chưa nói tới cái sơ thiền đâu. Là tâm quý vị nó sáng vằng vặc y như trăng rằm, không có diện mù trong này nữa đâu. Tức là khi chúng ta ngồi niệm Phật là cái tâm chúng ta sáng vằng vặc, không có cái gì thật sự sáng như ánh sáng mặt trời luôn. Tất cả những cái vật mà hiện ra đều thấy rõ. Cho nên vừa động niệm nhỏ nhiệm nơi tâm, nó chưa thành hình là mình giận người này, hoặc là mình thương người kia, mình ghét người nọ đâu. Vừa có cái động niệm thôi là đã thấy rồi. Giống như nãy mà chúng tôi nói là vừa cái động chuẩn bị A Di Đà Phật là chúng ta thấy rất rõ nơi đó, là chúng ta đạt được cái chánh niệm tỉnh giác ngang đồng với bên đây, bên thiền. Đó, cho nên khi mà chúng ta trí huệ mở thông thì trí chúng ta nó sáng lạ lùng, để chúng ta thấy những cái lỗi nhỏ nhiệm của chính mình. Đó là cái bước, những cái bước đầu mà để tăng trưởng trí huệ, là chúng ta phải thấy được điều này. Để chi? Chúng ta còn không còn phạm những cái lầm lỗi giữa đời này nữa, đúng không? Không còn tạo ác giữa đời này nữa, thì vậy là không tạo thêm nhân quả mới, không tạo thêm nghiệp báo mới, thì như vậy chúng ta mới thoát khỏi sinh tử. Chứ nếu trí chúng ta không sáng, chúng ta không phát hiện được những lỗi lầm của mình, không phá vỡ được những cái ngu muội của mình, những cái lầm lỗi của mình mà mình không thấy, đợi người ta góp ý thì chậm quá rồi. Cho nên phải thấy từ cái móng khởi nơi tâm, để mình không tạo thành lời nói, không tạo thành ngôn ngữ, và thậm chí mình không còn nghĩ ác được, thì đó mới là trí tuệ. Thì tại chúng ta chưa nói tới chuyện khác, mà trí tuệ ở đó mới là trí tuệ thật của chính mình.
Chứ mà nói trí tuệ khác là chúng ta chưa bàn, phải không? Thì như vậy là một người đã thấy được cái lỗi nhỏ nhiệm nơi tâm là người đó sống cả đời không bị phạm lỗi nữa thì là thánh rồi. Không cho chúng ta thành thánh, chúng ta cũng tự thành thánh rồi, đúng không? Thì như vậy mới gọi là trí huệ. Chứ còn nếu mà trí huệ đó chúng ta hiểu được này này, chúng ta hiểu được điều kia, chúng ta hiểu được điều nọ giữa xã hội, nhưng mà mình có những cái lỗi mình không thấy ra, những cái sai trái mình không nhận nổi, phải người này nhắc người kia nói đủ điều mình mới thấy ra tôi hình như cái đó tôi có cái gì sai sai á, chứ mình cũng không nhận ra được cái sai của mình. Thì ra đối với đạo Phật thì tăng trưởng trí huệ là trí huệ chúng ta tăng. Tăng có nghĩa là chúng ta càng thấy được cái sự tinh tế sâu sắc nhiệm màu ở bên trong tâm chúng ta, và thậm chí là gì, thấy được tới cái lậu hoặc, những cái hoặc nghiệp vi tế. Giống như từ trước mà chúng ta đã học ngũ uẩn rồi, bây giờ đầu tiên là chúng ta thấy được cái tưởng, tức là những cái ý niệm lăng xăng nó tạo thành hình tướng, tạo thành ngôn ngữ nơi đầu chúng ta. Đó là chúng ta thấy trí huệ đã mở một phần để chúng ta thấy được cái tưởng bên trong mình rồi. Nhưng mà tu sâu hơn nữa, tâm chúng ta thực sự thanh tịnh, chúng ta thấy mới cái gợn lăng tăng của hành ấm. Gợn lăng tăng của hành ấm nó chưa thành hình gì đâu, nó chưa ra cái ý niệm gì cả, nó chỉ là cái gợn lăng tăng ở bên trong thôi. Nhưng mà nó là cái nền tảng để tạo ra tất cả những ý tưởng về cuộc sống này, tạo ra ý chí, tạo ra hành động, tạo ra ngôn ngữ của cuộc sống này. Thì chúng ta phải phát hiện ra, thì là trí chúng ta sâu rồi. Nhưng rồi tu định sâu hơn nữa, chúng ta vượt qua hơn hành ấm. Vượt hành ấm thì khó lắm rồi, rất là khó. Ở đây chúng ta nói thì nói thôi, chứ cảnh giới này thì đối với chúng ta nó còn xa. Tới cái thức ấm là cái phân biệt nhỏ nhiệm, tức là cái tri biết nhỏ nhiệm giữa cái vũ trụ mênh mông này. Có nhiều người á cho rằng mình thấy mà mình không phân biệt. Theo cái kiểu thiền thấy mà không phân biệt, mọi cảnh dụ nghe không phân biệt, ngửi không phân biệt, nếm phân biệt, mình cho là mình ngộ tánh. Chưa đâu, chưa, nó mới là tri thôi. Thức nó là tri, cho nên cái tri để rõ mọi cái thì nó vẫn là đầu mút của ý thức. Chúng ta phải thấy ra, thấy được cái lỗi của cái tri. Lúc đó chúng ta đang tri, tức là còn người đang tri và cảnh vật đang tri, tức là còn rất trong tầng tâm thức, chưa vượt ra đâu. Đó, cho nên khi chúng ta vượt qua cái thức ấm nữa thì chúng ta được cái toàn tri. Cái toàn tri đó không phải là cái toàn tri của thân và tâm này, thì người đó mới hiểu như thế nào là cái tri thực sự trong Phật Pháp. Thì lúc đó mới gọi là trí huệ khai thông hoàn toàn ở trong đạo Phật. Cần nói thì chúng ta cũng biết, chúng ta cũng đang dụng công để cho mắt chúng ta thấy không khởi niệm, tai chúng ta nghe tiếng không khởi niệm, và chúng ta luôn giữ như vậy coi như mình là người ngộ đạo, người thấy tánh gì đó, còn xa lắm, còn xa lắm. Chỉ nào chúng ta phá được cái tầng đó nữa, tức là các cái toàn tri. Khi mà cái toàn tri hiện tiền thì tất cả mọi cái là toàn tri. Hột hạt cát đối với chúng ta nó cũng đang tri. Vũ trụ mênh mông này là toàn tri. Chúng ta được như vậy mới được gọi là khai mở trí huệ hoàn toàn. Đó, trí huệ chúng ta tiến từ từ cho tới tầng sâu như thế. Ở trong Phật Pháp thì chúng ta phải học cho tới cái mức độ này, thì đối với đạo Phật mới được gọi là có tăng trưởng trí huệ nha. Còn nếu không thì chưa có tăng tới đâu hết. Chúng ta hiểu tam tạng kinh điển, chúng ta học thuộc lào lào, không có chữ nào chúng ta sót hết. Nhưng mà đối với đạo Phật đó không phải là trí huệ, đó là chỉ là tri thức thôi. Nó chỉ là tri thức thôi. Đó là sở tri kiến thôi. Sở tri kiến thôi, chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ thực là cái mà không phải do chúng ta huân tập vào. Đối với đạo Phật, từ ngữ khác gọi là vô sư trí. Phải không? Vô sư trí. Đó mới là trí tuệ thực. Còn cái trí tuệ ở những cái tầng lớp, ví dụ như chúng ta nói những cái cõi thôi. Bây giờ chúng ta là người phàm phu nè, chúng ta nhìn thấy cái trí mình đang lẩn quẩn trong cõi này. Ví dụ như chúng ta còn tham dục nè, chúng ta còn buồn thương giận ghét, tức là trong năm dục ở trần này chúng ta không thoát được, là chúng ta còn lẩn quẩn cõi người nha. Bây giờ chúng ta tu một thời gian thì tất cả những khởi nghĩ chúng ta đều là khởi nghĩ thiện hết à. Chúng ta không còn có cái nghĩ ác nữa, dù chúng ta muốn nghĩ ác nghĩ cũng không được, tức là tâm chúng ta thêm một bậc rồi. Cái thấy biết của mình nhìn thấy một người, mình biết họ đang khó khổ điều gì và họ cần giúp đỡ điều gì, và chúng ta sẵn sàng giúp đỡ họ bằng mọi giá. Tâm mình luôn luôn là như vậy. Khi nghĩ thì nhớ người khác, là chúng ta luôn luôn là những cái nghĩ đó không. Chúng ta không còn nghĩ ác, không còn hại ai, không còn vì mình để mà làm tất cả mọi công việc nữa, thì tâm chúng ta tăng bậc khác rồi. Tâm đó là tâm ở cõi trời, gọi là tâm thiện, thiện tâm hoàn toàn, phải không? Và tiến thêm một tầng bậc nữa, chúng ta hiểu thấu về tứ diệu đế. Chúng tôi dùng từ là hiểu thấu và đạt tới những cái cảnh giới đó. Là nói tới công phu thiền định thì chúng ta phải đạt được tới cái mức độ thọ tưởng định, là chúng ta chứng được cái quả thanh văn này, ví dụ vậy. Thì chứng được quả A-la-hán thì trí huệ chúng ta tăng tới cái bậc A-la-hán. Và chúng ta nếu tu thêm, tức là quá phát tâm đại thừa,
chúng ta trải qua những cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và trải qua thập địa. Đối với thập địa thì Đức Phật vẫn xem là vô minh. Bây giờ chúng ta tu tập tiếp để đạt được cái đẳng giác, vượt qua thập địa rồi tới đẳng giác, vẫn chưa phá tận vô minh. Tới diệu giác thật sự thì mới phá được vô minh. Đó là theo cái chiều tăng trưởng trí huệ của trong đạo Phật thì chúng ta phải hiểu thêm ở cấp bậc này. Có nghĩa là đạt toàn nhân toàn giác, diệu giác tức là cái giác vi diệu, không thông qua bất kỳ một cái gì nữa, trong đi đứng nằm ngồi mọi cái xảy ra trong cái chân tờ giác ngộ hoàn toàn. Mọi cái thấy biết, cái nghe của mọi người, cái người đó là không còn có một cái chút nào mà lầm mê cả. Thấy ở đâu cũng là giác ngộ, nghe ở đâu cũng là giác ngộ. Tất cả những biểu hiện xuất hiện từ người đó cũng là một cái sự giác ngộ. Thì đó gọi là trí huệ mở thông. Được tới chừng đó mới gọi là trí huệ mở thông. Trong Phật đạo chúng ta phải hiểu những cái cảnh đó, thì như vậy là đạt tới cảnh cái tầng gọi là diệu giác thực sự, tức là cái giác ngộ hoàn toàn, thì đó mới phá được cái vô minh của sanh tử. Rồi thành tựu biện tài. Cái thành tựu biện tài này nó có bốn nghĩa, phải không? Chúng ta học, chúng ta cũng ở đây chắc quý vị cũng nghe học rồi. Thứ nhất là pháp vô ngại biện tài, có nghĩa là hiểu tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật, tất cả các tông phái luôn nha. Thiền tông cũng phải hiểu, Tịnh Độ tông chúng ta cũng phải hiểu, và Mật tông chúng ta phải hiểu, tức là tất cả những giáo pháp đã có trong Tam Tạng giáo điển, kinh Luật Luận chúng ta hiểu thông, thì gọi là pháp vô ngại biện tài, tức là chúng ta phải hiểu. Và thứ hai là nghĩa vô ngại biện tài, có nghĩa là bây giờ một câu kinh của Đức Phật thôi, chúng ta phải hiểu tận tới cái chiều sâu của nó. Và tất cả kinh điển từ Tiểu Thừa Đại Thừa, tức là trong cái hệ Nguyên Thủy và hệ Phát Triển Đại Thừa, chúng ta phải hiểu không còn sót cái gì. Đối với Thiền Tông, những cái đưa tay, những cái đánh hét của Thiền Sư, chúng ta phải hiểu không còn sót cái gì. Những cái bản kinh mà trong lúc Đức Phật, ví dụ như đầu kinh Pháp Hoa Đức Phật phóng quang chưa nói thành câu, chúng ta phải hiểu đó là cái gì, gọi là nghĩa vô ngại biện tài. Những cái sâu mà chưa thành ngôn ngữ chúng ta phải nhận ra, chứ còn hiểu nghĩa hiểu ngữ thì chưa, phải không? Hiểu nghĩa thì chưa. Ví dụ như vô đầu quyển kinh Đức Phật là phóng quang mười muôn cõi ức ở phương Đông, phải không? Trên thấu tới trời hữu đảnh, thấu xuống tới địa ngục A Tỳ, phải không? Trong cái khoảng đó là thấy bao nhiêu chúng sanh ở cõi giới đó, bao nhiêu người tu thành Phật, bao nhiêu người tu chứng quả A-la-hán, bao nhiêu người chứng quả Bồ-Tát, vân vân vân. Và thấy chư Phật thuyết pháp đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý của cái phóng quang là cái gì. Ví dụ như trong cái phóng quang kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói cái gì? Nó chặn mài chúng ta hai bên, tức là phương tiện, tức là cái người còn thấy lệch hai bên, thấy cảnh mà còn phân biệt, biểu thị cho chân mài hai bên. Còn ở chặng giữa, giữa chặng mài, tức là cái thấy biết vượt thoát hai bên rồi. Cái người có trí tuệ mà vượt thoát hai bên, mà trí tuệ đó nó sáng để có thể thấy thấu tới trời hữu đảnh, tức là thấy tới cõi cực thiện trong cõi lòng chúng ta, và thấy thấu tới cõi địa ngục A Tỳ, tức là thấy tới cái cực ác vi tế trong tâm chúng ta. Trong cái cõi cực thiệt cực ác đó thì trong lòng chúng ta có sẵn Phật, có Bồ Tát, có Thanh Văn và có lục đạo luân hồi. Do đó khi mà trí huệ đã vượt thoát hai bên rồi thì trong cõi tâm chúng ta thấy không còn sót bất kỳ một cái thiện ác nào cả, thì người đó là người vượt thoát hai bên. Đó là ý ban đầu của kinh Pháp Hoa muốn nói. Đó thì từ cái chỗ phóng quang trước mắt mà chưa thành ngôn ngữ, chúng ta phải hiểu mới gọi là hiểu nghĩa, nghĩa vô ngại biện tài. Nghĩa vô ngại biện tài nó là chừng đó. Và rồi từ vô ngại biện tài, tức là tất cả những ngôn ngữ bên ngoài của Phật Pháp cũng như của trần gian, chúng ta phải thông. Những từ ngữ, những cái lời nói mà có ra giữa xã hội này chúng ta phải thông, gọi là ngữ vô ngại biện tài. Và cái điều thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện tài, có nghĩa là người đó thuyết pháp không bao giờ bị ngăn ngại bất kỳ cái pháp hội nào, bất kỳ kinh điển nào, bất kỳ lý luận nào. Người đó không bao giờ bị ngăn ngại cả. Muốn nói cái gì họ có khả năng nói hoài mà không hết, không hết trong bụng của họ. Họ không cần phải học thuộc lòng, không cần phải soạn bài, không cần phải gì hết, mà cần nói họ nói hoài. Muốn nói nhiều họ nói nhiều, muốn nói nghĩa lý đại thừa họ sẽ nói được nghĩa lý đại thừa, muốn nói luận của tổ sư họ sẽ nói được luận tổ sư, không muốn nói thiền tông họ nói được thiền tông, muốn nói tịnh độ họ nói được tịnh độ, và muốn nói mật tông họ sẽ nói mật tông cho mình nghe. Thậm chí cả một chữ một lời thôi họ cũng có khả năng nói cả ngày chưa hết. Đó mới gọi là nhạo thuyết vô ngại biện tài, có nghĩa là họ nói không có chỗ nào bị ngăn ngại cả, và muốn nói cỡ nào thì họ sẽ nói cỡ đó cho mình nghe. Và cái điều đó nó họ nói để thứ nhất là thể hiện được chân lý. Cái người nhạo thuyết vô ngại biện tài không phải là nói thao thao bất tuyệt theo cái kiểu của
của Sơn Đông theo cái kiểu giới thiệu sản phẩm, mà nhạo thuyết do Ngài Biện Tài là khả năng thể hiện chân lý qua tất cả những ngôn ngữ của họ. Kinh điển nào dù là những lời nói bình thường, họ vẫn nói ra được chân lý cho người kia nghe. Dù lời nói sâu của Đức Phật, họ cũng nói được chân lý cho người nghe. Và tất cả những lý luận của họ nói, tất cả những bài pháp họ nói đều thể hiện chân lý tuyệt đối cả. Thì người đó mới gọi là nhạo thuyết do Ngài Biện Tài. Chúng ta phải hiểu được cái nhạo thuyết do Ngài Biện Tài ở cái tầm khác. Từ trước đến giờ chúng ta cứ nghĩ rằng nói chuyện Phật pháp là người đó nói cái gì cũng được. Đương nhiên rồi, họ có thể ca được, họ có thể đọc thơ được, họ có thể nói điều này rồi kia được, nghe hay, nhưng mà không thể hiện được chân lý tối cao thì chưa phải là nhạo thuyết do Ngài Biện Tài. Chúng ta nên hiểu điều này. Tất cả những cái lời nói của họ dù bình dị, họ vẫn thể hiện được chân lý tối cao, tức là thể hiện được toàn năng toàn trí, thể hiện được cái chỗ mà người nghe có thể nhận ra được cái giá trị tột đỉnh của đạo Phật. Và họ nương vào cái chân lý đó, họ tu tập cho có kết quả, và người nghe phải được giác ngộ thì mới gọi là vô ngại biện tài. Chứ vô ngại biện tài thì ai cũng có thể nói được, nhưng mà biện tài đó là thế gian biện luận, gọi là hí luận, chứ không gọi là vô ngại biện tài trong đạo Phật được. Chúng ta có thể nói cả ngày không hết, nhưng mà lời nói chúng ta không thể hiện được chân lý thì chưa xếp vào cái loại vô ngại biện tài. Đây là chỗ chúng ta phải hiểu. Cho nên vô ngại biện tài là nói hoài còn hoài, nhưng mà tất cả những lời nói đều phải thể hiện chân lý tuyệt đối, phải nói tới cái chiều sâu của tất cả các tông phái. Ví dụ như muốn nói tịnh độ thì nói chiều sâu tịnh độ tới đâu, nói thiền là phải nói thiền tới đâu, nói mật tông là phải nói mật tông tới đâu, và nói với kinh điển nguyên thủy thì phải thấy thể hiện được chân lý tối hậu của kinh điển nguyên thủy như thế nào, và nói tới đại thừa thì phải thấy được cái ngôn ngữ mà trước khi có lời nói như cái phóng quang trong kinh Pháp Hoa, và sau ngôn ngữ là cả bản kinh Pháp Hoa, là người đó phải thấu hiểu tới mức độ chân lý tột cùng của nó và diễn đạt để người nghe cũng nhận ra được và hiểu được chân lý tột cùng, thì đó mới lại gọi là vô ngại biện tài. Vô ngại biện tài, nhạo thuyết vô ngại biện tài là phải đạt tới cái tầm đó. Còn nếu nói không thể hiện chân lý thì là hí luận thôi, chỉ là hí luận thôi. Chúng ta có nói hay nhưng mà không thể hiện được chân lý là hí luận, chúng ta phải hiểu được. Và như vậy là cái phần sau cùng là gì? Là giáo hóa tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh ở đây không phải là tất cả những người như chúng ta ở đây nữa. Chúng ta phải hiểu thêm cái tầm này. Một người mà hiểu được chân lý rồi thì không phải họ hiểu được tâm ý, hiểu được chân lý của cõi này, mà họ hiểu được chân lý của toàn 10 phương pháp giới này. Cái pháp giới tánh toàn thân như thế nào, họ hiểu rõ cái đó. Đó, họ hiểu được 10 phương thế giới như thế nào, và họ đạt được cái cảnh giới đó để họ giáo hóa khắp 10 phương pháp giới. Chúng ta nói cái trí tuệ một chút của Đức Phật thôi, quý vị thấy một phút giây, một sát na tâm Đức Phật thành Phật. Chúng ta gần như từ trước giờ chúng ta không hiểu Đức Phật thành Phật là cái gì đâu. Một sát na tâm Đức Phật thành Phật, chúng ta có thể tu 5 tỷ tỷ kiếp chưa bằng một sát na đó nữa. Vì sao? Vì phút đó Đức Phật giáo hóa 10 muôn ức cõi liền. Ngay cái phút mà Đức Phật nhập pháp giới tánh toàn thân là vượt thoát thời gian và không gian, cho nên không có 10 phương, mà 10 phương y như hiện tiền ở đây, và không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên tất cả chúng sanh ở 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở trước mặt Đức Phật. Và lúc Đức Phật an trú pháp giới toàn thân đó là lúc Đức Phật khai thị cho khắp pháp giới chúng sanh nghe một lượt trong một sát na tâm thôi. Khủng khiếp như vậy. Trí tuệ Đức Phật ở chừng đó không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghe ai xưng thành Phật mà họ không biết được chuyện này. Không biết được chuyện này, không biết được một miếng về trí tuệ của Đức Phật thì không thể thành Phật được đâu. Vì phút chốc đó là phút chốc mà khai thị cho chư đại Bồ Tát ở 10 phương, chứ không phải là giáo hóa chúng sanh bình thường đâu. Và khai thị cho tất cả chúng sanh 10 phương pháp giới này một lượt luôn. Do đó tất cả chúng sanh muôn loài đều nghe được một ngôn ngữ gốc. Khi nhập pháp giới tánh rồi, tức là người đó sử dụng được ngôn ngữ gốc để giáo hóa tất cả chúng sanh, mới gọi là giáo hóa nhất thiết. Giáo hóa nhất thiết của kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta là thành tựu biện tài giáo hóa nhất thiết. Giáo hóa nhất thiết tức là giáo hóa tất cả chúng sanh muôn loài, thì người đó nhập trong pháp giới tánh mới sử dụng được ngôn ngữ gốc. Còn chúng ta nói đây chỉ tiếng Việt Nam, người Việt Nam nghe, người ngoại quốc nghe không được, chưa sử dụng tới ngôn ngữ gốc thì gọi là giáo hóa chưa nhất thiết. Giáo hóa nhất thiết rồi là nhập trong pháp giới tánh đó để nói bằng ngôn ngữ gốc, mà trong một sát na là đủ một bài pháp, chứ không phải như nãy giờ tiếng mấy đồng hồ chưa hết, không phải đâu. Trong một tích tắc thôi là đủ tất cả những ngôn ngữ khai thị cho tất cả mọi loài mọi người rồi. Phút chốc thành Phật của Đức Phật là như thế. Chúng ta phải hiểu một miếng về trí tuệ của Đức Phật để chúng ta thấy đạo Phật chúng ta nó khủng khiếp, không đơn giản. Và người nào mà thành tựu biện tài
Thì đủ sức giáo hóa nhất thiết, có nghĩa là khi nhập trong cái chỗ thanh tịnh toàn thân của pháp giới tánh rồi, thì người đó đủ hiểu được tất cả muôn loài cái điều gì, muốn nói điều gì. Ví dụ như Ngài An Thế Cao, quý vị thấy người dịch ra bản kinh này là hiểu được ngôn ngữ của loài chim, hiểu được ngôn ngữ của loài thú, và Ngài nhập trong định có thể trao đổi được với nó. Ngài An Thế Cao ngày xưa trong lịch sử chúng ta đọc lại, chúng ta thấy điều này đó, gọi, thì như vậy mới gọi là giáo hóa nhất thiết, giáo hóa được tất cả chúng sanh muôn loài. Tâm đại bi, một người mà đã một lần vượt thoát ra khỏi cái thường tình của tâm của một loài chúng sanh rồi, thì tâm họ hòa khắp pháp giới, là cái lòng thương của họ đối với chúng sanh gần như không sót một chúng sanh nào. Đại bi tâm bùng vỡ để hòa nhập khắp pháp giới. Thì khắp pháp giới này là tất cả chúng sanh nằm trong tâm của người đó, là những thân phần của người đó, cho nên người đó thương không sót ai, thì lúc đó mới gọi là đại bi. Đại bi tâm, tới chừng đó mới được gọi là đại bi tâm. Và họ thông cảm một cách tuyệt đối với chúng sanh, cho nên tạo đủ phương tiện, tạo đủ mọi cách để dẫn dắt chúng sanh đi tới giác ngộ giải thoát. Thì lúc đó mới gọi là giáo hóa nhất thiết. Cái giáo hóa nhất thiết ở trong kinh chúng ta phải hiểu tới cái tầm đó. Và tất hỷ đại lạc, tức là làm cho chúng sanh được cái đại lạc. Với chúng ta từ xưa đến giờ chúng ta gặp những chuyện vui, vui nhiều ít, vui cũng nhiều phải không? Nhưng mà chút tắt nè, chúng ta vui rồi chút có chuyện chúng ta cũng buồn lại, thì đó không phải gọi là đại hỷ rồi. Cái đại hỷ không phải là cái hỷ lớn, mà đại hỷ là khi chúng ta đạt được cái đó rồi, là cái đó không bao giờ còn mất với chúng ta nữa. Tức là có là có hoài. Đại hỷ đại lạc đó chúng ta là như vậy. Tức là phải đạt tới cảnh giới vô ngã, đạt tới cảnh giới niết bàn, tới cái an lạc thanh tịnh tuyệt đối mới gọi là đại hỷ. Thật ra chúng ta thấy kinh Bát Đại Nhân Giác không phải đơn giản rồi, thấy chưa? Làm cho chúng ta được giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thoát khỏi những cái khổ não trong sanh tử này, thì mới được gọi là đại hỷ. Đại hỷ. Và cái hỷ lạc đó với chúng sanh không bao giờ bị tắt mất cả. Khi một người mà đã đạt được cái an lạc giải thoát rồi, đã thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử này rồi, thì không phút nào mà người đó bị khổ. Giống như trong kinh Di Đà gọi là cảnh giới cực lạc, tức là cái vui mà không có nhuốm bận khổ đau trong nó. Cái cảnh giới đó là một mái động nhỏ của khổ đau cũng không có với họ, mới gọi là cực lạc. Thì giống như cái đại lạc này. Ra cảnh giới cực lạc, tức là cái cảnh giới mà vui hoàn toàn, không còn mầm mống khổ đau, tức là dứt sạch 10 cái tập nhân đau khổ ở trong tứ diệu đế. Thì ở đây cũng vậy, có cách để dạy dỗ tất cả chúng sanh, để chúng sanh dứt trừ được tất cả những mầm mống đau khổ của trần gian này, vượt thoát ra 10 mầm mống đau khổ đó, thì người đó mới đạt được đại lạc. Phải đạt được đại lạc là phải tới chừng đó. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái lạc mà bình thường của mình á, chúng ta thấy rõ ràng là có khi chúng ta nhập định chúng ta cũng được vui 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, nhưng chưa phải đại lạc. Nhập định 5-10 năm chúng ta được vui trong cái thiền định đó, vẫn chưa phải là đại lạc. Đại lạc là không còn có phút giây nào mà chúng ta không vui nữa mới gọi là đại lạc. Cho nên một vị Bồ Tát thì phải sao? Phải học rộng, là phải nghe nhiều, phải không? Hiểu thấu tất cả các kinh điển, là tăng trưởng trí huệ, thành tựu vô ngại biện tài. Và làm sao cho tất cả chúng sanh với chúng ta, đến với chúng ta là vì cái chuyện giác ngộ giải thoát. Và sẽ chúng sanh sẽ đạt được cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thì đó mới là trách nhiệm của một vị Bồ Tát. Đưa chúng sanh đi tới vô ngã, đưa chúng sanh đi tới cái niết bàn an lạc thanh tịnh hoàn toàn, mới được gọi là đại lạc trong Phật Pháp. Hồi bữa nay chúng ta nói tới đây thôi ha. Thì chúng tôi chắc là kỳ này là kỳ giảng cuối của năm nay. Thì hy vọng là năm tới chúng ta sẽ còn duyên gặp nhau nữa. Tại vì tháng 12 có lẽ là ở đây cũng nghỉ. Thì quý Phật tử qua năm sau, tức là qua năm mới nữa mình mới gặp nhau. Thì đáng lý là chúng ta gặp cận ngày Tết, chúng ta chúc Tết nó mới vui. Bây giờ chúc Tết sớm rồi hả? Chúc Tết sớm. Coi như hôm nay là lần cuối của năm Bính Tuất, tháng cuối, chúng ta có thể gặp nhau. Từ đây tới Tết không biết còn cái duyên nào gặp lại hay không. Nhưng mà thôi thì ở đây chúng ta tạm thời nói là chia tay năm cũ. Và chúng tôi cũng kính chúc toàn thể thiền đường đại chúng Phật tử ở chùa Bửu Quang này, trong năm cũ bước qua năm mới, thì chúng ta phải rơi rụng hết những cái chuyện cũ. Những chuyện gì mà chúng ta đã cưu mang, đã phiền lụy, đã tức giận, đã hờn ai, cái gì gì đó, cho tới khi mà giao thừa là chúng ta giao, đừng còn mang theo năm mới cái gì, giao không còn thừa luôn, chúng ta giao hết. Để bước qua năm mới, tâm chúng ta hoàn toàn mới, trí chúng ta mới, thân chúng ta cũng mới luôn. Thì trong từng giờ, từng phút, từng giây của năm mới là từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta sống trong cái cảnh mới mẻ, an lạc hoàn toàn.
không cu mang vướng vấp bất kỳ một cái phiền não, cái khổ đau nào của cái cũ cả. Ha. Thì như vậy là chúng ta luôn sống trong an lạc, trong thanh tịnh tuyệt đối mà chư Phật, chư Bồ Tát muốn dạy chúng ta. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý Phật tử ở đây bước qua năm mới được cái tâm mới, ha. Được trí tuệ mới mẻ hoàn toàn. Chúng ta không bao giờ thấy cái gì là cũ cả, đối với chúng ta là mới. Thì rõ ràng nếu mà nhìn một sự việc, thấy một sự việc, nghe một sự việc mà chúng ta còn nhớ chuyện cũ là không được. Tức là chúng ta đã mang cái cũ đi rồi, thì cố gắng phải bỏ xuống và cầu chư Phật là gia vị cho quý Phật tử trong năm mới này và trọn cả một năm sắp tới, chúng ta có được sức khỏe dồi dào, có được sức khỏe để mỗi kỳ mà tu học Phật Thất luôn được đông đủ như thế này và có thể đông hơn hay đông hơn nữa. Chúng ta đủ cái sức để chúng ta làm gì? Thứ nhất là đủ sức để chúng ta tu tập, để chúng ta làm Phật sự, để tăng trưởng phước báo của mình. Đủ sức để chúng ta tinh tấn tu tập và mong rằng quý vị được tăng trưởng cái phước báo của mình trong những ngày sống còn lại trong đời này. Để cái phước báo chúng ta đầy đủ, chúng ta sẵn sàng làm được tất cả những cái việc cần làm giữa cuộc đời này và được tăng trưởng trí huệ. Trí huệ chúng ta được tăng trưởng để chúng ta hiểu đúng chân lý mà tu tập cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Cầu mong cho tất cả quý Phật tử cùng khắp pháp giới chúng sanh trong một năm mới luôn được an lạc, luôn sống an lành trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên.